Kính thỉnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng 6 năm 2021, Phật lịch 2565, giáo trình thắng pháp ở Việt Tâm Mạc, bài 75, tổng quan dựa trên tâm ý mô, sẽ do Thượng Tòa Giác Đẳng và Thượng Tòa Tuệ Siêu đồng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trong nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính, cung thành thực tọa minh hạnh tinh đệ tam bảo năm mươi phát thai nhân. Nhờ chúng con thành kính tinh đệ và cùng thành tọa thể siêu từ bi hoan hỷ dự nhập về học này năm một của thời gian. Anh là một thời gian kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học giáo trình thắng pháp ở Abhidhamma bài 75 nói về tổng quan diễn trình tâm y mô. Ở trong diễn trình tâm y mô, cái sự phân chia bài học trong cái giáo trình này là nói đủ. Chúng ta sẽ học đầy đủ sắp tới diễn trình tâm y môn thông thường, diễn trình tâm chiêm bao, diễn trình tâm nói tiếp tưởng sinh, tức là lầu tử y môn thông thường, rồi diễn trình tâm chứng thiền nhập thiền, hay diễn trình tâm biến hóa hiển hóa thần thông, diễn trình tâm đắc đạo chứng quả, diễn trình tâm nhập diệt thọ tưởng định, diễn trình tâm chuyên tịch niết bàn. Ở đây có lẽ thì trong cái giờ sau chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về cái phần còn thiếu ở trong lộ diễn trình tâm ngũ môn. Bởi diễn trình tâm ngũ môn, nếu mà chúng ta học đến đó là chúng ta chỉ mới có học diễn trình tâm thông thường, tức là bình nhật thôi. Nhưng mà chúng ta chưa có đề cập đến diễn trình tâm ngũ môn mà cận tử, tức là khi mà chết nói tâm nói tiếp tử sanh đó, thì trong đó phải nói là có người thì họ chết bằng cái lộ tử ngũ môn, có người họ chết bằng lộ tử y môn. Cho nên nếu ở trong giới diễn trình tâm lộ ý, diễn trình tâm y môn mà chúng ta có học về cái lộ tử y môn với lộ viên tịnh niết bàn, nhưng mà lộ ngũ chúng ta bỏ qua, thì như vậy chúng ta vẫn còn thiếu cái trường hợp là tử ngũ môn là một. Thứ hai nữa là ở trong cái sự phân chia bài học đó, thì chúng ta chỉ nói đến cái trường hợp chứng thiền nhập thiền hiển thông đắc đạo nhập diệt thọ tưởng định, nhưng mà chúng ta lại thiếu cái trường hợp là nhập thiền quả nữa. Bởi vì chứng thiền với nhập thiền đó là nhập thiền hiệp thế, rồi đắc đạo quả đó, rồi sau đó mới nhập thiền quả. Cần người chú ý điểm này nè. Chắc có lẽ chúng tôi đề nghị Thượng Tọa Giác Đẳng phải thêm cái này chút xíu. Hãy đắc thiền sắc giới thì vô sắc giới thì phải có độ nhập thiền đương nhiên,
mà đắc thiền hiệp thế, nhập thiền được thì mới có cái lộ tâm hiển hóa thần thông. Rồi diễn trình tâm đắc đạo chứng quả, thì sau đó thì vị mà đắc đạo chứng quả này có khả năng nhập thiền quả là Phalasamapatti, rồi mới đến Nirodhasamapatti là nhập thiền diệt, diệt thọ tướng định, rồi diễn tình trình tâm viên tịnh niết bàn. Thì đó là một số vấn đề mà chúng ta sẽ phải bổ sung ở trong hai bài học. Bây giờ thì xin mời cô Metapanya đọc bài học hôm nay, sau đó xin cung thỉnh thượng tọa Giáo đẳng thuyết giảng. Dạ, sư thú lên thay, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân thượng tọa tế sư. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 75, tổng quan trình tâm ý môn. Nếu diễn trình tâm thức qua ngũ môn cho chúng ta biết ít nhiều về sự tương tác giữa năm trần cảnh và tâm thức, thì diễn trình tâm qua ý môn là mô tả rất nhiều trường hợp đặc biệt mang ý nghĩa tế nhị sâu sắc của Phật học đối với thế giới quan. Một số điểm sau đây cần lưu ý khi học về phần này của thắng pháp Abhidhamma. Nói về diễn trình tâm ý môn, không hẳn hoàn toàn tách biệt với diễn trình tâm ngũ môn. Một trong những điều rất dễ ngộ nhận khi học diễn trình tâm qua ý môn là ý nghĩa về sự tách biệt hoàn toàn đối với diễn trình tâm qua ngũ môn. Kỳ thật thì phần lớn diễn trình tâm ý môn nối tiếp ngũ môn. Khi chúng ta nói tôi thấy một bông hoa đẹp thì có rất nhiều trình tâm xảy ra cả hai ngũ môn và ý môn. Cảnh thật của bông hoa trong ấn tượng nguyên sơ không đủ để gọi là đẹp theo quan niệm nào đó, mà dù có thể là cảnh tốt mà còn là kéo theo nhiều khái niệm thi thiết thuộc về ý môn bình thường và bình nhật. Chữ bình nhật là từ được Ngài Tịnh Sự dùng để chỉ cho cái xảy ra trong cuộc sống bình thường hàng ngày. Giáo trình này phân định thông thường và đặc biệt. Diễn trình đặc biệt chỉ cho những trường hợp như chiêm bao, nhập thiền, đắc đạo. Cái đặc biệt không nhất thiết là không thuộc đời sống hàng ngày. Với người chứng thiền thì sự nhập thiền là cái gì rất bình nhật. Cái xa vời không hẳn vô nghĩa đối với cuộc sống trước mắt. Những hiện tượng cận tử, tái sanh, chứng thiền, đắc đạo có vẻ như chuyện trên mây với những người học Phật, vì vậy lại có những ý nghĩa rất thực dụng trong cuộc sống. Ví dụ, nên làm gì cho người sắp lâm chung, hay những hướng dẫn của Phật pháp tái sanh, liên hệ gì cho nghi thức cầu siêu cho người quá vãng, những mô tả về thiền chứng hay quả cho chúng ta hiểu thêm về chỉ samatha và quán vipassana. Một người không để tâm tới khoa học thì ít khi nghĩ covid virus liên hệ tới protein như thế nào, nhưng với những nghiên cứu về chủng ngừa và trị liệu thì câu chuyện hoàn toàn khác. Nên hiểu giới hạn của ngôn ngữ. Ngôn ngữ của thắng pháp Abhidhamma đôi khi khô khan và khó hiểu.
nhưng lập trình tinh học với người không chuyên môn không có nghĩa vì vậy mà vô bổ. Ngôn ngữ tuy đa dạng và thiết yếu nhưng không nói được tất cả. Người ta nói một bức tranh hơn ngàn ngôn ngữ, bởi vì nhiều khi ngôn ngữ rất giới hạn để mô tả cái gì đó so với tận mắt mục kích. Mặc dù những minh họa về các hiện tượng tử sinh chứng thiền đắc đạo trong phần diễn trình tâm thức rất lợi ích để nói chính xác điểm nào đó của Phật học, nhưng không nên hiểu là tất cả. Điều này tương tự như câu đạo khả đạo phi thường đạo của Lão Trang. Có những cái rất nhỏ mà không nhỏ, càng hiểu về cuộc sống thì hố sâu giữa cái vĩ mô và quy mô nhỏ dần. Ngày nay con người càng lúc càng hiểu về DNA, nguyên tử, thủy nguyên, digital, thì cái vi tế không phải là lý thuyết xa xôi mà rất thực dụng. Diễn trình tâm thức nói về sát na tâm tục sinh, sát na đắc đạo, tế nhị lắm, một sát na thôi, vậy mà định đạo cả cuộc sống. Thế mà gọi là người sơ đạo, người nhị đạo. Về mặt này, thắng pháp có giá trị đặc biệt. Kinh Tạng không phải không nói về thế giới vĩ mô. Khi trình bày về xúc duyên thọ, thọ duyên ái, nhưng thắng pháp tạng nói về thế giới vĩ mô một cách tính xác, có hệ thống. Về mặt này, khó có bộ phận nào khác của Phật học có sự giải thích tương tự. Sự phân chia bài học về diễn trình tâm ý môn trong giáo trình này. Một vấn đề thường gặp trong giáo trình thắng pháp là cách trình bày làm rối trí. Ví dụ, diễn trình tâm cận tử, tách trời, nằm. Một, nằm trong phần diễn trình tâm qua ngụ môn. Một, nằm trong diễn trình tâm qua ý môn. Điểm chính là nói về diễn trình tâm cận tử. Giáo trình này gom chung lại trong một phần, thay vì chia ra hai, rồi từ đó chia thành nhiều danh mục, chia luôn, thì giáo trình liệt kê theo cách dưới đây để không làm phân tâm người học. 1. Diễn trình tâm ý môn thông thường. 2. Diễn trình tâm chiêm bao. 3. Diễn trình tâm nối tiếp tự sanh. 4. Diễn trình tâm chứng thiền và nhập thiền. 5. Diễn trình tâm hiện hóa thần thông. 6. Diễn trình tâm đắc đạo chứng quả. 7. Diễn trình tâm nhập diệt thọ tưởng định. 8. Diễn trình tâm viên tịch niết bàn. Phần này của giáo trình có một số cách dùng để tạo nên tranh luận, đặc biệt là đối với vị chuyên về thắng pháp. Trong ngôn ngữ hàng ngày, có những điều bất định dễ tạo nên chỉ trích. Và thí dụ sau đây, nêu được để tìm sự trung dung trong cách dùng từ. Thí dụ 1, nhiều vị quan niệm là không nên nói nhập niết bàn, vì nói như vậy thì có cá thể nhập vào niết bàn. Chỉ có niết bàn chứ không ai nhập niết bàn. Quan niệm này không sai. Thế nhưng, nếu nói vậy, thì không nên nói nhập thiền hay nhập thọ tưởng một cách, một câu nói có chủ ngữ, không hẳn là mang ý niệm ngã chấp. Thí dụ 2, nhiều người quan niệm không nên nói Phật đản sanh hay Phật thành đạo, thì đã là Phật, thì không còn tái sanh hay thành đạo. Thế nhưng trong ngôn ngữ hàng ngày, chúng ta vẫn nói Ngài Tăng Thống Tích Lan sanh ở Khen Đi Năm, mặc dù khi sinh ra chưa là Tăng Thống. Thí dụ 3, người ta nói sông Trường Giang, chứ không nói sông Trường, nhưng khi nói sông Cù Lâu, mà gọi là sông Cù Lâu. Sông Cù Lông Giang nghe hơi kỳ, nói chính xác thì toàn giác là đủ, nhưng vẫn có thể nói Phật toàn giác và chư vị hình văn A-la-hán cũng là Phật, nhưng nói
Phật Thiên Văn thì nghe rất kỳ. Trong ngôn ngữ, sự tinh sát và cách nói phổ thông vẫn cần hỏa hiệp ở mức độ tương đối, như lời Phật dạy trong kinh phân tích về sự vô tranh, chứ đi quá xa đối với ngôn ngữ địa phương. Giờ đây chúng con thành kính và đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính lễ Thượng Tọa Thượng Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, với phần đông quý Phật tử vào tham dự lớp học hôm nay, thì có lẽ là quý vị không có thấy có sự khác biệt nhiều lắm. Mà từ phía kỹ thuật thì hôm nay là ngày đầu tiên trong 21 năm qua mà chúng ta Paul Talk ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma mà sử dụng cái phòng học gọi là premium, tức là có trả tiền. Hồi trước giờ thì lớp học này chúng ta xài theo cái lớp học chùa. Lớp học chùa không phải là lớp học ở chùa mà là lớp học không có trả tiền. Tức là chúng ta chỉ có cái đích chùa Pháp Luân, rồi cái đích cho chúng ta mở Power Talk ra, thì chúng ta mở Power Talk thôi. Thật ra thì chúng tôi cũng không phải là tiết tiền, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng với cái số lượng học viên tham dự hàng ngày của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma thì chúng ta thật sự không có cần phải trả tiền. Tuy nhiên, sư thầy Tri muốn thử cái lớp học trả tiền một tháng để xem coi vấn đề đường truyền của chư vị giảng sư có được cải thiện và quý Phật tử nghe có được liên tục không. Thưa quý vị, trong thời gian qua đó, chúng ta thường gặp nhiều trục trặc. Thí dụ như có những trường hợp mà Thượng Tọa Pháp Tân và Thượng Quyền rất là cố gắng để commit với Thượng Tọa Pháp Tân, mà cứ chạy ra chạy vào thì chúng ta cứ xem đó là cái lỗi của đường truyền ở tại Việt Nam hay là ở tại khu vực Thượng Tọa Pháp Tân. Tuy vậy, nó cũng có một điểm khác là đôi khi theo sư thầy Tri thì nếu cái phòng mà mình xài xài không tốn tiền đó, tức là phòng free, phòng chùa đó, thì cái đường cái server nó làm việc kém hơn là khi mà chúng ta trả tiền. Chúng tôi không chắc điều này, hy vọng trong một tháng nếu mà mọi việc trơn tru, mọi việc tốt, nghĩa là chư vị giảng sư có thể commit dễ dàng, nói chuyện dễ dàng ngay đầu cũng vậy, thì có lẽ là chúng ta phải đổi qua cái premium room. Hiện nay là thí nghiệm và rất là cần cái sự ghi nhận và thông báo của quý Phật tử. Nếu quý vị vào room cảm thấy nghe được liên tục hơn, nghe rõ hơn, thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thì chúng ta sẽ tiếp tục. Cái gì chứ mấy cái này thì thưa quý vị, trên phương diện kỹ thuật thì chúng ta phải sử dụng thực tế thì chúng ta biết được, còn ý kiến là ý kiến thôi, đoán mò chúng ta chỉ đoán thôi, nhưng mà phải sử dụng thì chúng ta mới biết được. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta đi vào bài học hôm nay. Giờ hôm nay chúng ta
Tuần rồi chúng tôi có nói rằng tuần này chúng ta sẽ nói về sự tương tác giữa căn cảnh và thức qua lộ ngũ môn. Chúng tôi sẽ dĩ đưa lên bài học đó là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng rất là cần để sau khi chúng ta học xong lộ ngũ môn đó, thì chúng ta nhìn lại một lần ở trong cái sự liên hệ giữa căn cảnh cũng như thức. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại thì chúng tôi thấy rằng đề tài đó nên được để sau khi chúng ta hoàn tất luôn cả lộ ý môn, tại vì cả hai lộ ngũ môn và lộ ý môn đều có thể được nói trên phương diện tương tác với căn cảnh và thức hết. Như vậy tuần lễ này thì chúng ta bước qua lộ ý môn. Và nếu quý vị đọc kỹ bài học ngày hôm nay thì quý vị sẽ thấy rằng bài học về lộ ý môn này được mở đầu cũng như là lộ ngũ môn là chúng ta phải có cái nhìn chung của tăng. Và trong phần tổng quan này thì chúng tôi có đề cập đến một số các vấn đề đi ngoài cái giáo trình truyền thống. Và giáo trình thống khi nói về ý môn thì không đề cập đến điểm này. Nhưng mà chúng tôi rất muốn quý Phật tử cố gắng lưu ý. Và cố gắng lưu ý như là một cái sự chuẩn bị sơ khởi khi mà chúng ta bước vào lộ ý môn. Và đặc biệt là khi mà nói lộ ý môn này đó, thì chúng ta sẽ nghe một số những khía cạnh mà bình thường rất ít khi chúng ta nghe trong những pháp thoại ở bên ngoài. Thí dụ như là kim bao và tâm thức theo Phật Pháp cũng như theo Thắng Pháp nói riêng. Đề tài về chim bao thì dường như chúng nghe rải rác đó đây, giống như Hoàng hậu Maya nằm mộng, hoặc giả là chúng ta nghe về những vị thầy chuyên môn gọi là chiêm tinh đoán mộng, nghe cái mộng nào đoán là điểm này điểm kia, giống như người trong số đề chẳng hạn. Nhưng mà ít khi chúng ta tự hỏi rằng những gì mà đề cập đến chiêm bao theo ở trong tạng kinh, tạng luật và thắng pháp thì có những đề cập nào. Thật ra đó là một đề tài lớn chứ không nhỏ đâu, đề tài về chiêm bao. Và khi mà chúng ta nói về những trình tâm chiêm bao đó thì nó lại là một cái đề tài tương đối rất là rộng, và rất là rộng và rất là thú vị. Ngay cả đề tài về hiện tượng tử sinh, và ví dụ như những giây phút cận tử và sự tái sanh chẳng hạn, thì thưa quý vị, nó lại là một cái đề tài lớn trong Phật học. Tuy vậy, ở trong kinh tạng thì vẫn là những mảng rời, và những mảng rời như trong pháp Thắng Pháp Tạng thì đề cập đến đề này một cách rất là tinh xác, rất là ly chi, và chúng ta cũng có dịp đi vào. Và do vậy, đó là một vài thí dụ tại sao riêng trong cái lộ ý môn này chúng tôi nói rằng ở trong đó lại chứa đựng rất nhiều đề tài đặc biệt rất là tinh tế. Những đề tài tinh tế này, tế dị này, nó lại liên hệ một cách rất là thực tế trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Nên chúng tôi tìm cách để làm thế nào mà có được những cái bài học trong cái phần về lộ ý môn, mà qua đó lại chuyên chở những cái ý nghĩa mà chúng ta được nghe thoang thoáng đâu đó ở trong kinh tạng luật tạng. Thưa quý vị, khi mà nói về lộ ý môn thì cũng như lộ ngũ môn, những trình ngũ môn chúng tôi có một cái bài riêng tổng quan, và với đề tổng quan này thì muốn chia sẻ với quý Phật tử
một cái nhìn toàn diện về về điểm này. Giống như là quý Phật tử chuẩn bị một chuyến đi hành hương sang Ấn Độ, và thay vì tới đâu hay tới đó, thì nếu chúng ta có biết một cái khái niệm chung là trong cái chuyến đi này chúng ta sẽ tập trung vào trong các cái thánh địa liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, hay hoặc giả là những cái trung tâm Phật học nổi tiếng, hay hoặc giả là một số những cái một cái nhìn chung về cái vùng trung ẩn từ Đức Phật ra đời, thì mỗi một cái một chuyến đi hành hương như vậy rất cần chúng ta có cái nhìn đại lược là mình sẽ đi đâu về đâu. Thành ra phần tổng quan này quan trọng như vậy. Trước hết thì chúng tôi cũng xin đặc biệt nhắc một điều rằng nhiều vị học về lộ trình ý môn thì lại có cái ý nghĩ rằng đây là một cái đề tài đặc biệt hoàn toàn với ngũ môn, nếu không muốn nói rằng là một đề tài hoàn toàn khác với ngũ môn. Kỳ thật thì những trình tâm thức về lộ ý môn đó cũng có một phần, nó một phần thì không hẳn, mà lại có rất nhiều ý nghĩa liên quan đến năm cảnh sắc thinh khí vị xúc của lộ ngũ môn. Ở trong bài học chúng tôi có đưa ra một thí dụ là khi mà chúng ta nói ồ cái hoa đó đẹp, khi cái hoa đẹp thì câu nói ngắn ngủi đó nó không chỉ nói về lộ tâm nhãn thức, tức là cái biết của thị, thị giác ở đây nhìn vào cảnh cái gì mắt thấy, mà thưa quý vị, ở trong đó nó còn kéo những cái khái niệm đây là khoa 10 giờ, đây là khoa thực dược, đây là khoa cẩm chứng, đây là khoa đẹp, đây là khoa xấu, đây là màu sắc rất là trang nhã hay là màu sắc là đẹp, v.v. Thì những điều mà chúng tôi vừa nói là đẹp, là xấu, là tên này, tên kia, v.v. thì những điều đó nó liên quan đến thi thiết, liên quan đến khái niệm. Và liên quan đến thi thiết thì nó không còn thuộc về lũ ngũ môn nữa, mình thuộc về lũ ý môn. Và cái lũ ý môn này đó, nó luôn luôn là có. Không bao giờ mà chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh hay là nghe một âm thanh gì đó mà đơn thuần chỉ có lộ nhãn thức, lộ nhĩ thức, không có, mà nó có những cái lộ ý môn nối tiếp theo. Và do vậy khi mà chúng ta học vào lộ ý môn thì mình nên hiểu rằng có cái sự nối kết tiếp theo giữa lộ ý môn và lộ ngũ môn. Và thật sự thì rất là khó để tách rời, là có trường hợp nào đó mà lộ ngũ môn chỉ sanh khởi đơn độc một mình, ngoại trừ những lộ như mà chúng ta nói là cảnh rất nhỏ, hay là cái ấn tượng rất yếu, ấn tượng rất là yếu, tức là không có những cái tâm gọi là hoặc thức sanh khởi. Ngoài ra đó thì thường là khi lộ ngũ môn mà cảnh gọi là cảnh ấn tượng mạnh, thì ấn tượng rất mạnh, ấn tượng mạnh đó, nó đều kéo theo những lộ ý môn đi theo đó. Năm bảy lộ thì cái tâm của chúng ta làm việc đó, thưa quý vị. Ví dụ như mình thấy một cái bông hoa thì cái một cái diễn động trình tâm á, có thể là những cái đầu nó chỉ nhận ra màu sắc đường nét, rồi sau đó nó liên quan đến danh tính, rồi liên quan đến cái cảm giác liên quan đến này kia, thì những cái phần sau đó thường là nó bước qua lộ ý môn. Điều này có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là chúng ta đừng bao giờ quan niệm rằng lộ ý môn và lộ ngũ môn tách biệt hoàn toàn với nhau, không có liên hệ gì với nhau, mà trái lại chúng ta nên hiểu rằng hầu hết thường khi đó là những cái lộ ngũ môn mà ấn tượng rất mạnh, ấn tượng mạnh đó, nó thường kéo theo sau cái gọi là lộ ý môn.
thường khi là như vậy. Xin với thông khen là bữa nay là nghe nghe rõ ràng nhất từ xưa đến giờ. Chắc cái chuyện này là cái bộ tốn tiền là thường khi. Lát nữa chúng ta sẽ thỉnh chúng ta học tăng thưởng tổ tăng nói xem có cải thiện hay không, nhưng mà nếu mà cải thiện được thì chúng ta cũng cố gắng, bởi vì chư tăng đôi khi vào lớp giảng thì dành thì giờ rất là quý báu vào trong room để mà giảng, nhưng mà rồi lại gặp trường hợp mà phải trật tới trật lui nói khó nghe thì rất là uổng, rất là phí. Thì dù bây giờ rất là quý thưa quý vị, thì giờ tất cả chúng ta rất là quý, và những đề tài pháp thì nên nên được giảng tốt, và chúng ta sẽ cố gắng để sự cực có tốt không. Nhưng mà nghe sư Nguyên Thông nói rằng âm thanh được rõ nhất từ trước tới giờ là quá tốt rồi. Và chúng tôi nghĩ rằng cũng có thể là thao thoát họ cũng phải nghĩ được cách để làm tiền chúng ta phải không, chứ nếu họ làm cái kiểu gọi là cho không free không á thì hỏi đó thì cũng cũng là lỗ lã không thì duy trì được, nên chị họ cũng phải có cách nào đó. Chỉ cần từ trước tới giờ thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng cái những cái room mà trả tiền á là cho số đông, nhưng mà bây giờ thì mình biết được thêm nhiều việc nữa. Nhưng mà một trong những điều mà chúng ta rất cần biết đó là cái sự truyền tải của chư vị giảng sư đó có rõ hơn, có liên tục hơn không mà thôi. Và thưa quý vị, điểm tiếp theo mà chúng tôi nói mà quý vị sẽ nghe rất là nhiều nếu mà vị nào mà có quen với giáo trình truyền thống đó, đó là cái chữ Bình Nhật. Chữ Bình Nhật, chữ Bình Nhật là một chữ mà đặc biệt là chư tăng bên Nam Tông và những vị học thắng pháp thì mới xài, ở bên ngoài thì người ta không nói Bình Nhật, người ta nói là hàng ngày chứ không nói là Bình Nhật. Có những chữ mà trong Phật giáo Nam Tông lạ lắm, thưa quý vị, chữ dễ vui, để quý vị ít nghe, quý vị đi chùa Nam Tông thì nghe chữ dễ vui thì nó cũng là một cái chữ mà ở bên ngoài ta nói dễ ngươi hay giải đãi, ở Nam Tông nghe nghe dễ vui, giống như bên Thiên Chúa mà họ có những chữ mà chúng ta cũng rất là đặc biệt Thiên Chúa thôi, ở ngoài không có nghe gì chữ cầu bầu hay là hưởng nhan Thánh Chúa rồi, tại vì bên Nam Tông có chữ đặc biệt như là dễ vui hay là he là mang nói theo tiếng Campuchia, he y chung quanh chùa chánh điện. Và trong cái chữ mà các vị nghe trong thắng pháp chư tăng thường xài là Bình Nhật, và thậm chí quý vị nghe thượng tọa Pháp Đăng hay một vài vị khác diễn tả là, thì vì nó trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì nó trong cuộc sống Bình Nhật. Chư tăng thì nó rất quen, chư tăng thấy bình thường, nhưng mà nếu mà vị nào mà tiếp xúc ở bên ngoài nhiều đó thì biết rằng chữ Bình Nhật không có phổ thông ở bên ngoài đâu. Nhưng mà khi chư tăng ở trong chùa nói riết thì tự nhiên nó trở thành phổ thông thôi, chứ thực sự thì chúng tôi trong giáo trình này không dùng chữ Bình Nhật, mà chúng tôi dùng một chữ thông thường. Dạ, thông thường. Tại sao chúng tôi dùng cái chữ thông thường? Là nó đối với chữ đặc biệt. Dạ, thông thường đối với đặc biệt. Thí dụ như là mắt thấy tiếng, mắt thấy sắc, nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị chẳng hạn. Trong cuộc sống mà không phải là lúc chúng ta tái sanh, cũng phải lúc chúng ta sắp chết, không phải lúc chúng ta chứng thiện đắc đạo, thì chúng ta gọi là ở trong cuộc sống bình thường. Và cái gì bình thường thì không nhất là cái gì, cái bình thường và cái hàng ngày ấy thì nó khác nhau. Bình thường và hàng ngày khác nhau. Hàng ngày là cái gì nó xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhưng mà đời sống hàng ngày không nghĩa là nó không đặc biệt. Chúng tôi có đưa ra thí dụ là một cái vị mà đã chứng thiền rồi, chứng thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái vị nhập thiền, xuất thiền là nó không phải là cái gì mà không bình nhật, không hàng ngày. Nó là cái gì bình nhật, cái gì hàng ngày, nhưng mà nó là cái trường hợp đặc biệt.
Do vậy riêng ở trong giáo trình này thì chúng tôi không có dùng chữ bình nhật, dạ, mà chúng tôi dùng là thông thường và đặc biệt, dạ, thông thường và đặc biệt. Ở đây thì dạ phải, nếu quý vị nào mới học vi diệu pháp và nghe chữ bình nhật nghe hơi lạ tai, nhưng mà nghe chư tăng nói rất quen. Tuy nhiên ở đây đó thì chúng tôi lại không có dùng cái chữ bình nhật, mà quý vị nghe là chữ chữ thông thường, dạ, thông thường để chỉ cho cái thường xảy ra mà nó không liên hệ đến những trường hợp đặc biệt, dạ, cái gì không liên hệ đặc biệt như đắc đạo chứng quả, nhập tiền với Phật, thành chữ này chúng tôi cũng phải đề cập. Và thì trong giáo trình này thì chúng tôi cũng phải nói trước là cái phân đoạn mà nói về những trình tâm thức, những trình ý môn đó, thì quý vị sẽ bắt gặp rất là nhiều trường hợp. Ví dụ như thế nào là cái những trình tâm lúc chứng thiệt, lúc nhập thiền, lúc nhập diệt thọ tưởng định, lúc nhập thiền quả, hay là lúc đắc đạo, vân vân. Thì những vị nào mà quen học bên Kinh Tạng đó, và chúng tôi cũng nghe một số các nhà sư mà không quen tán pháp á, thì mới nói rằng ồ mấy cái chuyện mình học làm gì, đã nói cái chuyện mà đắc đạo chứng quả chứng thiền là cái chuyện đã xa rồi, mà chuyện đem cái diễn trình tâm thức ra phân tích nữa thì nó lại càng xa nữa, nó không có lễ. Thậm chí chúng tôi có nghe vị hòa thượng của phê bình là cái chuyện á, chuyện nói trên mây, thì nhiều người cũng cảm thấy thích thú. Nhưng mà kỳ thật á, là nói như vậy á, thì cũng kể ra thì cũng rất là chúng tôi nói hơi vô phép một chút là hơi phiến diện, dạ, nó lúc hơi phiến diện. Tại sao phiến diện? Thưa quý vị, một cái giáo lý mà rất là rất là quen thuộc gần gũi chúng ta mà ít có khi người Phật tử chịu khó đào sâu là giáo lý duyên khởi. Người học Phật đó đều biết rằng giáo lý duyên khởi đó là một trong những cơ sở nền tảng của Phật giáo. Nhưng mà khi nói về vô minh duyên hành, hành duyên thức, duyên nhân, duyên sắc, duyên lục dập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử đó, thì thưa quý vị, có đôi khi nói thoáng qua thôi, không có đi vào chi tiết. Ví dụ định nghĩa danh sắc là gì, lục dập là gì, nhưng mà không bao giờ giảng là tại sao danh sắc duyên cho lục nhập, và thế nào là danh sắc duyên cho lục nhập, hay là mình nói rằng hữu duyên cho sanh, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, thì đôi khi chúng ta cũng chẳng có giải thích là hữu duyên cho sanh là như thế nào, mà chỉ nói có nghiệp hữu thì có sanh hữu, đại khái như vậy. Thì những cái mắc xích này đó, nó có những vấn đề lý chi chứ không phải không có vấn đề lý chi. Chúng ta thường là chỉ bỏ qua tại vì không được trình bày hay không được hiểu rõ. Và về điểm này thì phải nói rằng thắng pháp cho chúng ta rất là nhiều. Ngay cả một cái chuyện mà rất là nói được rất là nhiều mà chúng ta nói một cách rất là mơ hồ mênh mông là đắc đạo. Đắc đạo. Ngày nay chỉ đắc đạo, nhiều đôi khi trong thiền tông Trung Hoa, Nhật Bản, nó đắc đạo là một người tỏ gì đó nhờ một cái công án. Điều đó nó gắn chặt trong cái tâm tưởng của người Việt Nam. Nhiều khi chúng ta hiểu là đắc đạo là tỏ ngộ cái gì, thông suốt vấn đề gì đó. Mà cái vấn đề đó nó cao siêu màu nhiệm. Nhưng mà kỳ thật thì không đơn giản như vậy đâu. Không đơn giản như vậy. Qua những cái chữ của cái nói về những cái tuệ của minh sát rồi nói về cái trình tự đắc đạo đó, và nói về thất tịnh chẳng hạn, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đào sâu. Ở đó có nhiều điểm rất là lợi lạc cho cái nhìn về Phật học. Hay một cái điểm khác là chúng ta học về nghiệp, thì nếu học về nghiệp thì chúng ta không nói về
cái giây phút sắp lâm chung, và cái việc mà biểu hiện của nghiệp như thế nào, thì thật ra đó là một mảng thiếu sót rất lớn. Tuy nhiên để nói về những gì xảy ra trong cái giờ phút kề cận cái chết, thì thật ra chính cái những trình tâm lộ cận tử, những trình tâm cận tử lại cho chúng ta biết nhiều điều, và những điều này đòi hỏi sự tinh sát. Chúng tôi dẫn chứng một số thí dụ như vậy để quý vị Phật tử thấy rằng riêng trong cái phần lộ ý môn này đó, thì chúng ta đề cập đến những đề tài như là chứng thiền, hiển hóa thần thông, hay là đắc đạo chứng đạo, vân vân. Thì chúng ta cảm thấy xa vời, nhưng mà được nghĩ như vậy, rất có lợi, lợi lắm. Ở trong bài học này chúng tôi có nói một cái thí dụ về virus, virus mà ngày hôm nay tất cả chúng ta đều nghe, virus COVID-19. Thì quý vị, hồi xưa chúng tôi ở Việt Nam thường có nhiều bị dịch là virus, là vi trùng. Rồi tới khi mà sau này càng ngày càng phổ biến thì chúng ta biết những cái vi khuẩn nó có cái bacteria, rồi có virus. Virus không phải là một đơn bào, mà virus là một thứ protein sống bám vào đơn bào. Chúng ta tạo một những cái chung gửi vậy. Và đặc biệt là cái virus COVID-19 đó, nó là một thứ protein và có cái chất fat, chất béo ở đó, ở bên ngoài. Và khi mình nói về điểm này thì cái protein nó cho chúng ta một cái khái niệm hoàn toàn xa lạ. Hoàn toàn xa lạ với cái protein mà chúng ta thường uống trong đời sống. Ví dụ như là đôi khi trong sự ăn uống chúng ta cần thêm protein chẳng hạn, thì chúng ta uống vào. Thật ra protein thì nó giống nhau thôi, nhưng mà cái vai trò, cái phần sự, cái tác động của những protein này, protein khác, thì nó đòi hỏi học chuyên sâu hơn. Cái đòi hỏi học chuyên sâu đó đó, nó cho chúng ta thấy rằng tuy rằng nó rất là nhỏ nhặt, nó rất là vi tế, nó rất là tế gì, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà nó không khó, không có lợi lạc cho cuộc sống. Là cái đề cái rất là cần. Điểm tiếp theo mà chúng tôi muốn trình bày bài học này đó, là chúng ta nên hiểu cái giới hạn của ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì cho chúng ta một cái thế giới mênh mông. Người nói rằng biển học thì mênh mông. Một mênh mông cỡ nào thì ngôn ngữ cũng mênh mông như vậy. Những cái nền văn minh lớn, nền văn hóa lớn đều có cái ngôn ngữ rất là phong phú, rất giàu có. Nhưng mà cho dù một cái ngôn ngữ phong phú tới đâu, thí dụ như có những cái ngôn ngữ như là Trung Hoa, thì người ta nói rằng nếu mà làm từ vựng thì có thể lên tới hơn 350.000 từ vựng. Chúng ta nhớ một điều rằng một người mà biết được khoảng chừng 5.000 từ thì có thể xây sở được rất là nhiều trong sinh hoạt hàng ngày. Và chúng ta nói 350.000 từ vựng là nhiều lắm. Nhiều lắm. Ngoài cái từ vựng mà trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta còn nói đến cái gì chuyên môn, ngành nghề khác nhau, về cơ khí, về tôn giáo, về triết học, và ôi cha đủ thứ hết. Cho dù ngôn ngữ phong phú như vậy, cho dù ngôn ngữ ví dụ tiếng Anh này ngày nay là một cái ngôn ngữ tương đối được dùng rất là phổ thông và đa dạng, giàu có về trữ lượng, nhưng mà điều đó không nghĩa là ngôn ngữ thì nói hết. Chúng tôi có nói ở đây là người ta nói là một cái bức nó hơn 1.000 từ ngữ mà nói bằng ngôn từ. Tại vì chúng ta nói ngôn từ chứ thể chúng ta nói hoài, nhưng mà khi mình nhìn thấy bức tranh nó cho chúng ta cái cảm giác khác. Mình nhìn thấy bức tranh, nhìn bung kích tận mắt, cảm giác khác. Và cái mà chúng ta thực sự trải nghiệm khi mà chúng ta nhìn bức tranh so với cái mà chúng ta được nghe và mô tả lại đó, nó
đôi khi nó khác nhau một trời một vực. Chúng tôi có một lần đến một cái lâm viên quốc gia ở tại Nam California gọi là Yosur National Park. Để tại Yosur National Park, thưa quý vị, ở đó thì đồng ý là có rất nhiều cái Yosur và có những cái núi trọc, có những cái tảng đá, phiến đá lớn. Nhưng mà bây giờ biểu diễn trả lại đó thì chúng tôi tin rằng chúng tôi diễn tả bằng cách nào cũng không có vị có thể hiểu được hết nhà cái đẹp và cái kỳ vĩ. Ví dụ chúng tôi nói rằng đó là một vùng hoang mạc, một hoang mạc ở trên đó có rất là nhiều những cái cây ngọc giá, và cây ngọc giá là cây lá lớn sa mạc có hoa trắng, và có những cây Joshua như là quý vị nghe trong Kinh Thánh, hoặc giả là chúng tôi nói rằng có con đường cong veo đi từ nơi này đến nơi khác. Nói gì thì nói, nhưng mà có nhiều khi càng nói mình hiểu càng sai, tưởng tượng càng trật nữa. Nên chi chúng ta phải hiểu cái chừng mực của ngôn ngữ. Chừng mực của ngôn ngữ ở đây là vấn đề mà rất là dễ tạo hiểu lầm. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thưa quý vị, chúng tôi ở chùa đó thì có rất nhiều vị sư, và kể cả những vị học về thắng pháp thì mô tả niết bàn. Niết bàn là một sự chấm dứt tất cả, sự đoạn tận tất cả, thì chúng tôi nghe hoàn toàn có lý. Ví dụ như là chúng ta nói về sắc thọ tưởng hành thức, bây giờ sắc thọ tưởng thức không còn nữa là niết bàn. Nhưng mà thưa quý vị, lớn lên một chút á thì chúng tôi mới dần dà hiểu được rằng ở trong bốn pháp paramattha, nghĩa là bốn pháp chân đế, tâm, thuộc tính của tâm, sắc pháp và niết bàn, thì nếu niết bàn chỉ đơn thuần là cái sự chấm dứt của danh và sắc ấy, thì nó không thể là một pháp chân đế, không thể là một paramattha, không pháp chân đế, không phải pháp chân đế thứ tư. Nhưng mà hỏi là niết bàn không phải là mất, vậy là còn cái gì, thì cái nó còn nó cũng sai nữa. Tại vì sao vậy? Chúng ta chỉ biết đơn giản là hãy còn là còn năm uẩn, mà mất là mất năm uẩn thôi. Nhưng mà cái sự diệt của năm uẩn nó không đủ đi tới về niết bàn được. Nếu sự diệt của năm uẩn mà nói về niết bàn thì Đức Phật ngài không dùng là Brahman xuất khăn, ngài không có dùng cho chúng ta biết được cái sự thanh lương tịch tịnh của niết bàn là gì. Khi mà chúng ta học ở tại đây chừng là chúng ta bị rơi vào những cái hố bẫy sập mà chúng ta không hay. Thật sự về điểm này cũng rất là thú vị. Trước khi mà đạo Phật truyền sang Trung Hoa đó, thì vì lý do gì đó mà ở tịch trại Trung Hoa có Tư Tưởng Lão Trang, có Đạo Đức Kinh, có Nam Hoa Kinh. Chúng tôi không có nói là Lão Trang là giống với Phật học, chúng tôi không nói như vậy đâu. Nhưng mà những cái nói như là về vô vi, yên tĩnh ở trong một chừng mực nào đó, hay là đạo và đức, thì hay là chúng ta nói về một câu đó là đạo mà còn nói được là chưa phải là đạo, thì những điều đó đúng là những cái viên đá lót được cho người Trung Hoa đón nhận đạo Phật về sau này. Khi mà chúng ta học thì chúng ta nên hiểu rằng luôn luôn trong cuộc sống này có những điều mà ngôn ngữ không phối tới, ngôn ngữ không là tất cả. Đừng nói niết bàn, nói đơn giản là chúng tôi đến Joshua National Park. Mà bây giờ quý vị chúng biết chúng tôi diễn tả, mặc dù tôi là người Việt, quý Phật tử cũng là người Việt, và chúng tôi cũng ráng cố gắng nói, và chúng tôi thì nói từ ngày này qua ngày kia. Nhưng mà quý vị phải cẩn thận,
cẩn thận một điều rằng coi chừng qua cái lời nói, qua lời diễn tả chúng tôi đó, mà quý vị nghe, quý vị tưởng tượng theo đó, đó thì đôi khi tưởng tượng đó là một chuyện khác, mà khi gặp nó là một chuyện khác. Khi chúng ta vừa đến đó, chúng ta rất là dễ, bởi vì đạo khả đạo phi thường đạo là câu đầu của đạo đức kinh là nói như vậy. Nó mặc dù người ta cố người ta diễn tả đó, nhưng mà nó không có, nó không có đủ đâu. Đừng bao giờ mà chỉ nghe một vài câu, diễn một vài điều, và đặc biệt là ở trong cái sự diễn tả của nhìn tâm thức ở tại đây về chứng thiền, về đắc đạo, về nhập diệt niết bàn, mà chúng ta đem vào trong đó tất cả những cái quan điểm mà chúng ta hiểu niết bàn là vậy, đắc đạo là vậy, cái này phải cẩn thận lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ bàn, tại vì sao vậy? Những gì mà chúng ta bàn đó có ít nhiều liên hệ đến cái mà chúng ta đang sống, đang tu tập, và đến lúc đó thì quý vị sẽ, chúng ta sẽ có dịp để bàn thảo. Thật ra ở đây đó, chúng ta phải làm một việc chẳng nặng đừng là người Mỹ họ có câu gọi là think, thì unthinkable là những điều không thể nghĩ bàn. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải nghĩ về những điều không thể suy nghĩ, không thể nghĩ bàn. Cái này là cái của rất là phiền, nhưng mà trong cái diễn trình tâm thức là một cách nói, một cách trình bày về lộ đắc đạo, niết bàn, về diệt thọ tưởng định, vân vân. Nhưng mà chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn thận, nên khiêm tốn với cái hữu hạn, và không bao giờ nghĩ rằng một điều mà chúng ta nói được tất cả. Bây giờ thì chúng tôi muốn nói đến một chuyện khác đó, đó là có những cái rất nhỏ mà không nhỏ. Có những cái rất nhỏ mà không nhỏ. Đây là một cái cống hiến rất thú vị của Thắng Pháp Abhidhamma. Thí dụ như là tâm gọi là kiết sanh thức, hay là tâm tục sinh. Tâm tục sinh, thưa quý vị, là một sát na rất là vi tế khởi đầu kiếp sống. Chúng ta nói một sát na là vi tế lắm. Cái nguyên tử của vật chất người ta quan niệm như vậy, vậy mà nó không có tế nhị hơn là một sát na của tâm pháp. Và tâm tái sanh chỉ là một sát na thôi, nhưng mà sát na nó có quyết định lớn, ảnh hưởng lớn đến trọn cả cuộc sống còn lại. Đó là một thí dụ. Hay là quý vị thường nghe nói là có 12 hạng người, hoặc giả là tăng chúng có 4 đôi 8 vị. 4 đôi là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nhưng mà 8 vị là Sơ Đạo, Sơ Quả, Nhị Đạo, Nhị Quả, Tam Đạo, Tam Quả, Tứ Đạo, Tứ Quả. Thì những người mà chúng ta gọi là Sơ Đạo, Nhị Đạo, Tam Đạo, và 12 hạng người của mấy người Sơ Đạo, Nhị Đạo, Tam Đạo, Tứ Đạo đó, thì thật ra cái gọi là người đó, đó chỉ là một sát na thôi. Nhưng một sát na đó không giống với người của sát na trước, và cũng không giống người sát na sau. Phải bắt buộc sát na đó phải kể là một người, mặc dù rất là nhỏ, rất là vi tế. Ở đây chúng ta gọi là nhỏ mà không nhỏ. Chúng ta phải hiểu điều đó thì chúng ta phải thấy sự quan trọng tại sao chúng ta nên học Thắng Pháp, và tại sao chúng ta nên học về diễn dịch của tâm thức. Thật ra khi mà chúng tôi mới vào chùa đó, chúng tôi muốn biết sự khác biệt giữa người Sơ Đạo và Sơ Quả. Chúng tôi hỏi sư trưởng, và sư trưởng nói đó, chúng tôi nói một câu mà rất là cả gan. Chúng tôi nói, thật ra nếu là con thì con sẽ gom chung lại là vị Tu Đà Hoàn đủ rồi, mắc mới gì phải nói Sơ Đạo, Sơ Quả, mà Sơ Đạo chỉ một na còn tính cho nó mệt. Và lúc đó thưa quý vị, thì đúng là cũng là to gan, mình chưa biết gì, nó to gan. Nhưng mà quả thật là tuy là một sát na thôi, nhưng mà trước đó cũng không giống, và sau đó cũng không giống, mãi mãi không giống. Và mãi mãi không giống cái trước, mà mãi mãi không giống cái sau. Nhiều khi
học học Phật học có những điểm rất là thú vị, nhất là học cái tánh pháp. Bây giờ thì chúng tôi nói về sự phân chia giáo trình, và điều này là điều mà hồi nãy thì tôi tiểu siêu có than phiền. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi biên soạn giáo trình này đó, thì chúng tôi luôn luôn là giữ ở trong lòng một điều là chúng tôi làm sao để soạn một giáo trình mà không phải là nó là một sự gom thu tất cả những cái tri kiến của chúng tôi học thắng pháp, mà chúng tôi biên soạn giáo trình là làm thế nào mà quý Phật tử có thể có được cái lời lạc từ giáo trình này. Phải nói là khi mà biên soạn thì chúng tôi lại nghĩ đến quý vị. Quý vị là những đối tượng, là đối tượng mà chúng tôi nghĩ đến. Mà khi quý vị học mà quý vị hiểu đó, thì cái đó là cái quan trọng. Mà do vì chúng tôi chia giáo trình này thành ra 8 bài, chia cái phần này ra giáo là thành 8 bài ở trong trong giáo trình này. Bài về lụi, về ý môn, về những trình tâm ý môn, chia 8 phần. Phần đầu đó nói về những trình tâm ý môn thông thường. Thông thường ở đây, như hồi nãy tôi nói là chúng tôi không dùng cái chữ bình nhật. Tại vì có những cái nó xảy ra trong đời sống hàng ngày nhưng mà nó không có thông thường. Tại vì khi ở đây chúng tôi dùng cái chữ thông thường để nó đối cho đặc biệt. Đặc biệt là từ cái 2 cho đến số 8. Và trước cái đó, đó là thông thường. Dạ, thông thường và đặc biệt. Thì chúng ta sẽ mất nhiều thời giờ về cái lưu ý môn thông thường. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải hiểu rõ về điểm này thì chúng ta mới thấy sự tương quan giữa lưu ngũ môn và ý môn. Chúng ta mới thấy rằng tâm thức hoạt động như thế nào đối với các cảnh liên quan đến thời gian. Tâm thức hoạt động như thế nào khi không có sự có mặt trực tiếp của năm giác quan. Thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác. Thì về điểm này cho chúng ta biết một số gợi ý quan trọng về sự tu tập. Về sự tu tập, ví dụ như Đức Phật dạy thúc liễm sáu căn chẳng hạn, hay là chúng ta nghe cái chuyện pháp sư Bắc Dung chẳng hạn. Chúng ta có dịp sẽ đi vào trong đó, nhưng mà lộ ý môn thông thường cho chúng ta nhiều cái gợi ý hết sức là quan trọng. Rồi chúng ta cũng nói về những trình tâm bao. Chim bao là một hiện tượng phổ thông. Và chim bao khi học về hiện tượng này thì chúng ta hiểu là tại sao ở trong tạng kinh cũng có nói về chim bao, tạng luật nói chim bao, tạng pháp nói chim bao, nhưng mà nó lại khác nhau. Và chúng ta cũng nói là chim bao, ví dụ mình làm chim bao tự nhiên mình thấy mình làm cái này làm cái kia thì mình có phạm tội hay không, mình làm tốt thì có được phước hay không, vân vân. Rồi điều thứ ba mà chúng ta nói đến là diễn trình tâm nối kết tử sinh. Thì thưa quý vị, điều này điều nãy thượng tọa Từ Siêu có nói tới là ở trong tất cả những giáo trình bình thường á, chỉ có hai cái lộ cận tử, lộ cận tử ngũ môn và lộ cận tử ý môn, mà hai cái lộ nó nằm xa nhau lắm. Dạ, nằm xa nhau. Chúng tôi thì thấy một điều là nên gom lại thành một cái diễn trình tâm để nối kết tử sanh hơn là chia cái thái làm hai. Và chúng tôi có để ba chấm ở giữa để chú thích rằng ba chấm đó nói cái ý nghĩa rằng cái này nó không hẳn thuộc về ý môn, mà nó có cả ngũ môn và ý môn. Nhưng mà chúng tôi không có muốn để riêng ra, tại vì để riêng giảng như vậy nó rời rạc lắm. Ví dụ như ở trong lộ nó về ngũ môn, chúng tôi nói về lộ cận tử rồi, mà qua ý môn trở lại cận tử nữa, chúng tôi thấy giống như là mình cắt làm đôi hai khúc hai nơi thì thiệt nó quá xa. Chúng tôi không có theo cái giáo trình truyền thống đó, mà chúng tôi chỉ gồm lại là những trình tâm nối kết tự sanh. Ở trong cái những trình tâm chứng thiền và nhập thiền thì chúng tôi cũng gom chung cả phần chứng thiền, đắc thiền và phần nhập thiền, mặc dù hai hiện tượng khác nhau nhưng mà nói chung và nói về cái
sự chứng đắc và thể nhập vào cái tâm gọi là tâm định rất là cao, và chúng ta sẽ đề cập đến khi đi vào chi tiết. Phần thứ năm nói về diễn trình tâm hiển hóa thần thông đó, thì thật ra ở trong cái giáo trình truyền thống thì nó có nói lộ nhập thiền cơ, tức là nhập vào làm tảng rồi để hiện thông, nhập thiền cơ và hiện thông, tức là nhập vào ngũ thiền rồi mới hiện thông. Cái diễn trình tâm như thế nào ở đây chúng tôi có để riêng, chúng tôi để chung cho dễ, và nói chung về hiện quá thực tập. Diễn trình tâm đắc đạo chứng quả, hồi nãy thì tôi thường xuyên có nói về lộ nhập thiền quả đó. Thật ra lộ nhập thiền quả chúng tôi cũng để chung ở trong phần này luôn. Đắc đạo, sau khi đắc đạo thì đắc quả, và đắc quả đó thì có thể có trường hợp vì nhập thiền quả, thì chúng tôi để chung. Thật ra rằng đắc đạo chứng quả đây nó là một cụm từ chung nói về đạo quả, chứ không có nói về riêng. Thật ra một cụm từ chung nó bao gồm nhiều, chúng tôi để như vậy để khỏi phân tâm quý Phật tử. Diễn trình tâm nhập thọ tưởng định là một cái gì rất là thú vị, và rất là thú vị. Khi mà một cái vị A-la-hán hay A-la-hán đạt đến tình thiền phi tưởng phi tưởng, vì đó có khả năng để nhập thiền diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định là một cái ghi nhận rất là đặc biệt trong Phật giáo, và tạo cho chúng ta một khái niệm mà thông thường những người Phật tử khi học thì chỉ nghe, có nghe thôi, nhưng mà không thấy được cái ý nghĩa quan trọng của điều này. Chúng tôi sẽ có dịp để chúng ta dịp để nói về diệt thọ tưởng định, và dĩ nhiên là sau cùng chúng ta nói về những trình tâm phiên dịch niết bàn, thì liên hệ đến cứu cánh giải thoát của người con Phật. Thưa quý vị, hôm nay trong cái phần tổng quan về diễn trình tâm qua ý môn đó, ngoài những giới thiệu sơ khởi thì chúng tôi muốn muốn nói như vậy là trong cái việc sử dụng ngôn ngữ đó, đôi lúc nó có những cái bất định. Nó bất định lạ lùng lắm. Ví dụ như là chúng ta học trong kinh Tương Ưng, có một vị thiên hỏi Đức Phật là tại sao các vị A-la-hán là những bậc ứng cúng lầu hoặc đoạn tận rồi, nhưng mà vị đó vẫn còn dùng cái ngôn từ đó là tôi, hay là với tôi, hay nói với tôi, vân vân. Thì cái tôi đó có phải là ngã chấp không? Thì Đức Phật đã không. Các vị đó là vị đã đoạn tận rồi, không còn mạng, không còn nhân ngã bị thử trong quan niệm của thường tình. Nhưng mà vị này sử dụng câu này, sử dụng cái ngôn ngữ đó, tại vì theo một cái quy ước thường tích, và ở trong đó hoàn toàn không có cái mạng chấp, không có ngã chấp trong đó. Các vị hiểu một cái thiện xảo là ngôn ngữ của ngữ thôi. Thế đây chúng tôi phải nói rằng khi mà chúng ta học thắng pháp á, thì đòi hỏi sự tinh sát, và tinh sát tức là không có lẫn lộn. Nhưng mà trong sự tinh sát thì nó vẫn có sự tương đối của sự tinh sát, và ngay cả chư tăng Nam Tông thì quý vị biết là chúng tôi hồi nhỏ vào chùa là chúng tôi tu bên Nam Tông mà, nhưng mà chúng tôi phải nhận rằng có nhiều khi chúng ta cũng hơi quá đà, và chúng ta hơi quá đà ở trong cái cách nói tuyệt đối. Ví dụ như là có nhiều vị hiểu là nhập niết bàn là Đức Phật nhập niết bàn là Đức Phật đi vào niết bàn rồi Đức Phật trở ra, thì hiểu như vậy cũng không đúng. Dạ, hiểu về không đúng. Nhưng mà mình nói nhập diệt thì được, nhưng nói nhập niết bàn thì không được. Hay là mình nói là ngài Xá Lợi Phất nhập thiền, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất thì không thể nhập niết bàn. Thì thưa quý vị, thật ra chúng tôi phải nói rằng ở một phương diện nào đó ngôn ngữ là ngôn ngữ. Tại vì nếu chúng ta không có nói được là ngài Xá Lợi Phất nhập niết bàn, thì chúng ta cũng có thể nói là ngài Xá Lợi Phất nhập thiền được. Tại vì chính nghĩa là chỉ có nhập thiền chứ không có người nhập thiền.
chỉ có viên tịch niết bàn chứ không có người viên tịch niết bàn. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà quả thật là trong cái ngôn ngữ thông thường đó, thì chúng ta vẫn có thể sai rằng vì ông A tạo cái nghiệp đó, do đó đời sau ông A lãnh quả đó. Mặc dù là ngài Kassapa, ngài từng nói rằng không nên nói rằng cái người tạo quả, cái người gây nhân và người gặt quả là một, không nên nói người gây nhân hoặc là hai, cũng không nói là vừa vừa có, vừa phải vừa không phải, hay vừa không phải cũng không không không, không phải. Trong cái ngôn ngữ của thường thức á, thì có một cách nói riêng, mà trong cái ngôn ngữ của tinh sát thì có cách nói riêng. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng một cái vị A-la-hán đôi khi các ngài xài ngôn ngữ thường thức á, trong cái cách nói tương đối là bình thường. Thật ra chúng ta mới dùng cái chữ nhập thiền hay nhập niết bàn cái này cái kia, nhưng mà quả thật thì chỉ có chứng thiền chứ không có người chứng thiền. Ví dụ về cái này là cái mà chúng ta cần lưu tâm. Một cái thí dụ khác mà chúng tôi cũng nghe tranh luận nhiều, và hôm nay chúng tôi cũng phải nói luôn đó là cũng có nhiều người rất là kỵ chữ Phật đản. Phật thì không có tái sanh, thì làm sao nói Phật đản sanh được? Chúng tôi hoàn toàn đồng ý về điểm đó. Đức Phật thì không có tái sanh, nhưng mà khi nói Phật tái sanh, Phật thành đạo đó, mà trong quy ước bình thường thì cũng khả dĩ thì chấp nhận được. Thí dụ mình nói là Tổng thống Bill Clinton ra đời ở tại Arkansas, là Đức Tăng Thống Tích Lan, ngài sanh ra ở Kandy. Thì lúc mà ngài ra đời, những vị đó ngài sanh ra thì chưa làm tổng thống hay là chưa làm tăng thống, thì mình cũng mình thí dụ như mình là đứa bé tên gì đó sanh ra, thì thật ra lúc đứa bé sanh ra nó chưa có mang tên đó. Thì nó cũng là vậy thôi. Chúng ta nói nôm na cho dễ hiểu. Thí dụ như mình nói là Thánh Gandhi đã học thi hành thi bằng luật sư ở tại Nam Phi, thì lúc ở tại Nam Phi người ta chưa gọi là Thánh Gandhi bao giờ hết, và chỉ thực sự vĩ đại khi trở về lãnh đạo đất nước Ấn Độ thôi. Ở đây chúng tôi nói rằng rất là tương đối. Thành ra cái chữ chữ Phật đản hay Phật thành đạo đó, thì nếu mà mình nói theo ý nghĩa tuyệt đối là Phật thì không còn thành đạo nữa, Phật thì không có tái sanh nữa, thì điều đó không có sai. Nhưng mà bảo rằng dùng cái chữ đó là sai đó hoàn toàn thì không hẳn sai hoàn toàn đâu. Tại vì trong cái ngôn ngữ, và trong cái ngôn ngữ mà của thường thức hàng ngày, có nhiều khi chúng ta vẫn nói rằng Đức Phật khi còn là một vị quân vương ở hoàng cung, khi Đức Phật khi mà sống, Đức Phật nhớ là khi còn thơ ấu, hay là Đức Phật trước khi thành đạo chẳng hạn. Đức Phật trước khi thành đạo mà nghe cũng kỳ, nhưng mà nó cũng không có ai hiểu sai là trước khi thành đạo là Phật rồi. Nhưng mà chúng ta nói Đức Phật trước khi thành đạo cũng được, chứ không sao. Chúng tôi nói được theo ngôn ngữ tương đối bình thường. Dĩ nhiên là sẽ có nhiều vị không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý vì điểm này. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị là trong ngữ hàng ngày thì chúng ta nói Đức Dalai Lama ngày sanh ra ở tại cái một cái vùng hẻo lánh ở giữa biên giới Tây Tạng và Trung Hoa. Để lúc sanh ra chưa là Dalai Lama mà. Nhưng mà mình vẫn nói như vậy được như thường. Bây giờ mình nói cái tên khác thì nghe hơi khó hiểu. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng đó là chấp nhận một cách tương đối. Mà còn điều này nữa là khi mà chúng ta đi vào sâu giáo trình đó, chúng ta thường gặp cái sự lấn cấn giữa cái ngôn ngữ tinh sát và cái ngôn ngữ thường thức. Ở trong cái ngôn ngữ thường thức thì thứ vị người ta có cách nói sao cho nó tiện thôi. Ví dụ mà nói sông Trường Giang, sông Trường Giang là một tên khác của sông Nhân Tử. Nhân Tử như là chúng ta nói Trường Giang sống sau đè sống trước. Nhưng mà chúng ta nói sông Trường, mặc dù chỉ Giang đó là sông đó, nhưng chúng ta nói sông Trường thì thật ra không ai hiểu gì hết. Thì chúng ta nói sông Trường Giang cũng được, nghe cũng được. Nhưng mà chúng ta không nói là Cửu Long Giang.
Còn giờ chúng tôi cũng nghe có vị nói rằng mình nói là toàn giác, giác là Phật rồi, Phật là giác giả, thì đó là toàn giác chứ không nên nói là Phật toàn giác, hay là Phật độc giác, hay là Phật thinh văn giác. Thì chúng tôi đồng ý thinh văn giác đó, dạ, nhưng mà cũng phải nói một điều là Phật toàn giác cũng được và Phật độc giác cũng được, bây giờ chỉ giác là Phật. Ngay cả chữ thinh văn giác cũng là Phật, chứ vì thinh giác là Phật. Nhưng mình thinh văn thì nghe rất là kỳ. Nên chúng tôi thưa rằng đôi lúc đó, nó có một cái nó có một cái này là chúng ta tạm gọi là sự thỏa hiệp. Dạ, sự thỏa hiệp. Thỏa hiệp là chấp nhận cái tương đối nào đó, cái phổ thông nào đó. Và chúng tôi có nhắc lại một câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy ở trong cái kinh mà chúng ta gọi là vô tránh phân biệt. Vô tránh phân biệt tức là cái những cái bài kinh giảng rộng về sự không tranh tụng đó. Ở trong đó Đức Phật có dạy chúng ta như vậy là đừng có quá cố chấp vào ngôn ngữ. Ở trong nguyên văn của bản dịch là đừng có đi quá xa ngôn ngữ địa phương. Và ngôn ngữ địa phương là ngôn ngữ người ta nói, người ta diễn đạt như vậy đó, thì mình có thể chấp nhận một cái tương đối. Dạ, chấp nhận cái tương đối nào đó. Thì sở dĩ chúng tôi phải nói điều này là vì sắp tới trong những bài học về về những cái những trình tâm lộ ý môn đó, những trình tâm bị quay ý môn đó, thì chúng ta sẽ gặp một số những cái lỗi lỗi về tinh sát, nhưng mà nó lại xài được theo cái nghĩa thường thức. Dạ, chúng tôi phải nói, chúng tôi không có tuyệt đối theo cái thường thức mà cũng không tuyệt đối theo tinh sát. Ngôn ngữ là ngôn ngữ, chúng ta nhớ rằng ngay cả ngôn ngữ nó cũng là chế định, phải rất thật. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong hôm nay, là phần tổng quan về diễn trình tâm và ý mục. Thì bài học tới của chúng ta sẽ nói diễn trình tâm và ý môn thông thường, và bài thông thường này mất cùng khoảng 2-3 bài học thứ, và tương đối phần này là hơi dài một chút, mong rằng tất cả quý Phật tử sẽ ghi nhận. Bây giờ thì chúng tôi xin hỏi quý Phật tử một điều rằng nãy giờ quý Phật tử có nghe rõ hơn không, và có nghe rõ hơn hơn nhiều không, hơn những ngày hôm trước không? quý vị có để ý trên điểm này, tại vì nếu mà có nghe rõ hơn thì quý vị hoan hỷ cho chúng tôi biết. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng để kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa Từ Siêu tiếp tục cho bài giảng ngày hôm nay, kính cùng thỉnh Thượng Tọa. Không biết Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy không? Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy và có nghe rõ không? Dạ, dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tổng đức, kính thưa quý vị, hôm nay cái server của chúng ta mới thử nghiệm thì âm thanh nghe rất rõ và nghe liên tục. Không biết là bây giờ lúc mà Thượng Tọa Giác Đẳng nói quý vị nghe liên tục, nhưng mà chúng tôi nói quý vị có nghe liên tục hay không. Thực ra thì chúng tôi cũng có một vài vấn đề để phân trần về cái giáo trình bài học ngày hôm nay. Xin Thượng Tọa Giác Đẳng cũng quan tâm, nếu như được thì xài, nếu không được thì thôi. Cái thứ nhất là trong cái vấn đề này, thật ra đó, khi nãy tôi nghe Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày cái danh từ mà ngài và thượng ngài dùng cái tiếng Bình Nhật đó,
thì phân định trong cái giáo trình này, phân định thông thường và đặc biệt đó, thì chúng tôi nghĩ là xài cái chữ bình nhật vẫn xài được như thường, là tại vì ngài không có xài cái chữ bình nhật trong cái nghĩa thông thường đâu, vì cái patisanthi là tái tục, là tục sinh, sau cái đời tái tục, sau cái sát na tái tục, cho đến gần chết, cho đến cận tử, cho đến khi tâm tử khởi lên, thì cái thời gian đó gọi pavati kala là thời bình nhật. Rồi ở trong cái thời bình nhật đó, các lộ tâm diễn ra, chẳng hạn như là diễn tình tâm ý vô diễn ra, thì có lộ ý thông thường, lộ ý chiêm bao, lộ ý đặc biệt. Thì do đó cho nên ngài vẫn xài ở trong cái bình nhật, nó có cái thông thường, có cái bình thường và có cái đặc biệt, có cái thông thường, có cái đặc biệt, chứ không phải ngài hoàn toàn dùng cái chữ bình nhật là để chỉ cho cái thông thường hàng ngày. Đây là cái vấn đề mà chúng tôi rất là đi sát sao trong cái giáo trình hồi xưa của ngài đó. Cho nên chúng ta vẫn xài bình nhật, nhưng mà để cho biết rằng là cái thời bình nhật nó không phải là thời tục sinh, mà cũng không phải là thời tử hay là cận tử. Cái thời cận tử Marana Sanna, cái thời cận tử là sắp chết, cái diễn trình tâm nó cũng khác. Và trong cái thời tái tục thì mặc dù có sắc na tái tục, nhưng mà cái lộ tâm đầu tiên trong cái thời tái tục thì cái lộ ý môn đó đó, lộ ý môn tái tục thì chúng ta cũng phải học hai cái lộ đó, bỏ hai lộ đó ra, thì còn lại các cái diễn trình tâm sau đó cho đến suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm thì cái đó gọi là thời bình nhật hết. Nhưng mà trong thời bình nhật này nó xảy ra những diễn trình tâm thông thường hay và những diễn trình tâm đặc biệt, cái đó là một cái khía cạnh mà chúng tôi muốn nói. Cái khía cạnh đây đó là ở đây khi nãy Thượng Tọa Giác Đẳng có nói rằng là Thượng Tọa không có muốn ở trong cái lộ ngũ mà để lộ cận tử hay là tử ngũ môn, vì đã học lộ ngũ tử ngũ môn rồi, bây giờ chuyển qua cái lộ ý bình nhật trở lại đó, giống như chết đi sống lại đó, cho nên Thượng Tọa không muốn vậy, mà để chung ở trong cái lộ trình diễn trình tâm nối kết nối tử sanh. Chúng tôi xin thưa rằng là nếu mình đã nói như vậy, không muốn học liên, muốn cho nó gián đoạn giữa cái lộ ngũ bình nhật và cái lộ ý bình nhật thông thường, mà chúng ta sau cái diễn trình tâm lộ ý môn thông thường và tâm chiêm bao mà chúng ta để tử, thì khi tử rồi thì thôi, chúng ta khỏi cần phải học tới tâm chứng thiền và nhập thiền chi, bởi vì chết rồi thì không có thiền nhập thiền nữa. Cho nên chúng tôi đề nghị thà rằng sau khi chúng ta học hết cái diễn trình tâm lộ ngũ môn bình nhật, rồi diễn trình tâm ý môn bình nhật, có hai trường hợp, có ba trường hợp là ý môn thông thường, diễn trình tâm chiêm bao, diễn trình tâm đặc biệt. Sau khi học hết rồi, chúng ta mới bắt đầu chuyển qua học nói đến cái diễn trình tâm cận tử. Trong cận tử đó chúng ta mới nói hai phần, tức là ba phần lận: tử ngũ môn, tử ý môn thông thường và lộ viên tịch của Vi A La Hán. Bởi vì viên tịch niết bàn đó cũng là tử, là thưa quý vị, lộ viên tịch niết bàn cũng là tử, cho nên cái phần đó, ba cái phần đó chúng ta để sau cùng, ba phần đó chúng ta để sau cùng. Không biết là cái điều này Thượng Tọa và nếu Thượng Tọa thấy đồng ý thì chúng ta chỉnh sửa lại cái đó. Và ở đây thưa quý vị,
Còn một điều nữa, chúng tôi xin nói một điều nữa thôi, là diễn trình tâm chứng nhập, hai cái trường hợp này, chứng nhập và hiển. Bây giờ như thế này, vì chứng thiền thì sau đó mới nhập thiền, hiện thông, đắc đạo quả, sau đó mới nhập thiền quả và nhập thiền diệt. Bởi vì nhập thiền diệt thì nó phải bao gồm cả hai cái trình độ, có thiền chứng và có đạo quả A-na-hàm, A-la-hán mới nhập thiền diệt được. Cho nên chúng ta để sau cùng. Bây giờ chúng ta có hai cách. Một là chúng ta học diễn trình tâm chứng thiền, chính chính bậc thiền hiện thế xong cái đã, xong rồi chúng ta mới học diễn trình tâm đắc đạo quả. Cái đó chứng đắc đó, chứng đắc chúng ta học trước, xong rồi chúng ta mới học qua đến cái diễn trình tâm nhập thiền. Nhập thiền hiện thế, nhập thiền đáo đại và nhập thiền quả. Nhập thiền đáo đại, nhập thiền quả, nhập thiền diệt, ba cái loại nhập thiền đó chúng ta gom chung lại một loạt. Đó là hai cách, đó là một cách. Còn một cách nữa là chúng ta học hễ diễn tình tâm tâm chứng thiền, tức là chứng thiền đáo đại, chứng thiền rồi nhập thiền. Nhập thiền đây là nhập thiền đáo đại, rồi nhập thiền đó chúng ta mới hiển quá thần thông, cái lộ nhập thần thông. Còn hãy đắc đạo quả xong rồi tới diễn trình tâm nhập thiền quả. Bởi vì khi mà đắc đạo quả, khi mà nhập thiền quả thì cái tâm quả này phải hoàn toàn là sau khi mà bốn cái thuận thứ anuloma sinh khởi, thì tiếp đó là cái tâm quả sự thế, vô số tâm quả, vô số tâm quả sự thế trở lên, không có liên quan gì đến đến thiền hiện thế cả. Mặc dù nó có liên quan, nhưng mà ngay trong cái diễn trình tâm đó không có xuất hiện một sát na tâm nào thuộc về thiền hiện thế. Cho nên chúng ta không nên để chung trong cái mục thứ tư là chứng thiền và nhập thiền. Nhưng mà theo chúng tôi thấy thì ở đây đó, cái số 4 là chúng ta chỉ để là nhập thiền, ở để là chứng thiền thôi, chứng thiền hiện thế, chúng ta để là chứng thiền hiện thế. Rồi số 5 là chúng ta nói đến nhập thiền hiện thế. 6 là hiển quá thần thông. Được 7 là đắc đạo quả. 8 là nhập thiền quả. 9 là nhập thiền diệt. Chúng ta để chung như vậy. Rồi qua đến 10, 11, 12 đó, thì chúng ta mới bắt đầu bước qua cái phần khác. Thay vì chúng ta nói tổng quan về diễn trình tâm ngũ môn, tổng quan về diễn trình tâm ý môn, bây giờ chúng ta nói tổng quan về lộ diễn trình tâm cận tử, viên tịch, cận tử và viên tịch. Chúng ta thêm cái phần đó nữa. Thì như vậy bài nhìn vô thì nó rõ lắm thưa quý vị, nhìn vô rõ lắm. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi xin có ý kiến chung, có ý kiến với Thượng tọa Giác Đẳng về cái giáo trình môn học của chúng ta. Còn những cái vấn đề khác thì không cần, không có cái vấn đề gì để nói, không có vấn đề gì nói. Bây giờ thì
Cái thời gian còn lại thì xin xin đi điều họp cho các vị để xem coi các vị thử mic được hay không. Bởi vì chúng ta đã đổi cái server mới, do đó cho nên nghe nó rõ nó liên tục. Bây giờ thử hết các vị ân sư để xem coi các vị ân sư có thể cầm mic để nói chuyện được dễ dàng hay không, và có bị đứt khúc đứt đoạn hay không. Xin kính thỉnh thượng tọa giám đốc. Sa thú kính dân thượng tọa tiểu sư. Bạch thượng tọa tiểu sư, thượng tọa quan hỷ, bây giờ tọa cầm mic, sư quý cầm mic được không? Hình như là chúng ta có thể cầm mic một lúc 3-4 người, không biết thượng tọa cầm mic được không? Nếu thượng tọa cầm mic được. Dạ, thì tôi tìm bây giờ được không? Cầm mic được. Dạ, để nghe không? Dạ, nghe rõ. Anh sư tiểu quyền, anh sư tiểu quyền cầm mic được rồi. Qua hình cầm mic được. Chúng ta có thể cùng lúc ba vị nói chuyện được không thưa tôi? Dạ. Thượng tọa tiểu quyền cứ cầm mic lên đi. Đó, được rồi. Dạ, có. Dạ, con đây có nghe được không? Dạ, dạ, nghe rõ. Nghe rõ. Dạ, một lúc cầm ba cầm mic cùng với bề cực. Dạ. Có bộ cái này là có bộ cái này hứa hẹn là tốn tiền rồi đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà điều hứa hẹn như thế này đó, nếu hứa hẹn thế này thì cũng có vấn đề là mình gặp nhau mình nói chuyện đó. Dạ. Yeah. Mình nói chuyện mình trao đổi sinh hoạt cũng được, chứ còn nếu mà gặp nhau mà để thuyết pháp á thì vị này đang thuyết vị kia xem vô cầm mic lên mà nói chuyện nói cắt ngang thì cũng kẹt à. Giờ ở đây mình theo cái nguyên tắc là mình tự giác nói chuyện một cái lịch sự, tức là vị nào nghe thì nghe, vị nào nói thì nói, phải tự giác thôi. Nhưng mà thật sự thì khó có mời lên 10 phút tại vì, quá. Dạ. 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 Tại vì cầm mic một lượt thì trên nghe người ta nói mình hơi ngứa miệng mình nói. Dạ vâng. Nhưng mà thật sự mình nói trực tiếp như vậy nó cũng có cái lợi. Thì tôi Tiên Quyền bây giờ xin để dừng lời cho Thiên Tòa Tiên Quyền, Thiên Tòa Khoan Hỷ cầm mic thì tọa nói một vài điều để xem coi thì tọa nghe có rõ không, nhất là ngày hôm nay chúng ta đang cố gắng để xem thử coi cái đường truyền, khi mà mình qua cái room này đường truyền của thì tọa Tư Quyền, thì tọa Pháp Tân rất thích, tọa Pháp Tân cũng ở đây, nhưng mà thỉnh thì tọa Tư Quyền Quan Hỷ nói cho vài câu sự thật. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Chúng con kính lễ đến Sư Bụt Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Từ Tri Sư Nguyên Thông, Đức Cục Sư Tăng Đăng Hiện Diện, Thân Chào Đến Lý Tuần Nữ Cục Sư Phật Tử. Dạ, thì cái này thì phải nói rằng là phải nói với đến Thượng Tọa Tân phải thay cái đường truyền. Mà con cũng đang chuẩn bị thay đường truyền. Bởi vì nó có một đường truyền mới mà nó mạnh hơn. Thì có lẽ con thường sẽ thay trước nhất được, sau đó nhiều con chưa thay, bởi vì thường thường Việt Nam thì nó yếu vào lúc ngay cái giờ cao điểm của chúng ta sinh hoạt đó, vào từ lúc mà từ 9 giờ tới từ 8 giờ cho tới 10 giờ là rất là yếu. Và thật ra thì riêng cái đường truyền của con thì nó chỉ bị kẹt một chút xíu thôi, nhưng điều mà con cũng vẫn nâng cấp lên để cho nó mạnh hơn. Chứ có nhiều khi con chỉ bước cách xa khoảng chừng 10 mét thôi, con cầm cái máy mà để nhiều khi để truy cập á, thì theo một điểm mà điểm Zalo thì nó cũng rất lên rất xuống, rất là bất ổn. Như điều hôm nay xong rồi chứ tôi lập lại được cái chương trình này, nó đặc biệt mấy cái đường truyền này thì nó nhanh, nó liên tục. Thì phải nói rằng đây là cái điều mà khi chúng ta vào cái giờ thảo luận thì các vị đưa tay lên coi như là xong là các vị vào trong cái cổng mic luôn, thì con nghĩ rằng là cái đó nó cũng sẽ giữ chân được các vị, và đặc biệt là con. Thì nó cũng rất là hay đó. Khi tức mình cầm lên mic lên rồi thì mình phải có một cái sự cẩn thận, và mình phải có một sự quan sát, hay hoặc là thì con thấy rằng nếu như cái này thì nó cũng rất là hay. Cái này mình cái room này mình sinh hoạt Phật pháp thì rất tuyệt vời, nhưng nếu mà ta ở ngoài người ta
Nhưng kiểu mà thảo luận gì thì nó rất là bất lợi nha. Thì được cái quyền cầm lên cái mic nữa thì nó cũng 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 hay, mà nó cũng đó cũng là cái điều mà nó, nếu như cái sự thảo luận thì nó rất là dễ, nó cũng nhanh, nó đỡ mất cái thời gian chờ đợi. Thì có nói được nghe được rõ gì là quá xa thú rồi, quá xa thú. Giờ thì mong rằng vài bữa nữa con sẽ chuẩn bị được cái đường truyền mạnh hơn nữa, và con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại tiếp tục. Xa thú. Thật ra thì như quý vị rất là tốt, thưa quý vị. Ở một điểm là đôi khi có những trường hợp chúng tôi nói tiếp lời cho Chư Tăng, Chư Tăng bị rất biết, như Đạo Từ Siêu bị đang nói chuyện bị rất biết, chúng tôi có thể nói, nhưng mà lúc thượng tọa quay lại thì chúng tôi lại không hay. Và chúng tôi không hay nên chi, chúng tôi cứ nói chuyện và chờ thượng tọa. Trong lúc thượng tọa chờ chúng tôi, nhất là khi đang lái xe chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ đó, thì ví dụ chúng tôi đang nói mà Đạo Từ Siêu có thể vào, thượng tọa Từ Siêu đã vào được rồi, thì thượng tọa có thể lên tiếng là chúng tôi biết liền, và chúng tôi sẽ ngưng. Chúng tôi nghĩ rằng cô bộ đã hứa hẹn là tốn tiền rồi, nhưng mà thấy có thể cải thiện được rất là nhiều. Để xem thử, thưa quý vị, chúng ta trắc nghiệm được một tháng. Hôm nay thì nghe thượng tọa Từ Siêu rất tốt, và nghe thượng tọa Tư Nguyên cũng rất là tốt. Và bây giờ thì để thử xem chúng ta chưa biết thế nào, nhưng mà bình thường tôi siêu thỉnh thượng tọa trả lời cho một câu thảo luận, và sau cô thảo luận thượng tọa rồi thì thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Rồi phải cô lại thì sẽ để với Chư Tăng sẽ lo việc đây. Bình thường tôi siêu, khi mà chúng ta học về lộ tâm đó, thì có một điều mà từ cái cảm nhận đó là có nhiều vị họ nói rằng chúng ta học ly chi quá, có những cái mà nó không có lợi gì cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như đó là tại sao mình phải học về cái diễn trình tâm thức của một cái vị nhập diệt khỏi tưởng định. Đã diệt khỏi tưởng định là cái chuyện cao xa rồi, còn nói cái diễn trình tâm nữa thì học về có lợi ích gì. Thí dụ như vậy. Nhưng mà là một cái vị mà rất là chuyên sâu về thắng pháp, và đặc biệt về duyên hệ đó, thì tôi hoan hỷ cho một vài gợi ý là tại sao những điều bây giờ đó mình học đó, nó sẽ rất là cần thiết và rất có lợi cho những cái chương trình về sau này. Kính cung kính thượng tọa. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, trước khi trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi xin mách cho các vị giảng sư viết một cái mẹo mà chúng tôi mới vừa khám phá, nhất là thượng tọa Tây Quyền hay là thượng tọa Pháp Đăng Pháp Tân đó, sau này gặp mấy vị, có nghĩa là cái room bây giờ đó là có thể cầm mic một lượt mà hai ba vị. Do đó cho nên khi mà thượng tọa Giác Đẳng hỏi thì chúng ta khỏi cần phải bấm nút giơ tay hay khỏi chat lên trên màn hình chi, chúng ta cứ cầm mic trực tiếp đưa lên cho thượng tọa Giác Đẳng biết là mình đang sẵn sàng nói vậy đó. Cái đó hay lắm, thưa quý vị, cầm mic luôn chứ khỏi cần phải qua cái đoạn kia, rất hay. Nãy giờ chúng tôi cầm mic sẵn sàng nè, giờ đã vui mà. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, giờ chúng ta trở lại cái vấn đề khi nãy ngồi nghe bài giảng của thượng tọa Giác Đẳng. Thượng tọa có nhắc đến một vài việc, có một vài vị như hòa thượng, một vài vị thầy, vị sư cũng hòa thượng rồi, mà vị đó lại nói thời buổi giờ đâu có ai đắc đạo quả hành chi mà học cái này để làm cái gì, vân vân. Đắc đạo quả hiện thông hay nhập thiền diệt rồi đó,
chúng ta chợt lên cái ý nghĩ chúng ta chợt lên cái ý nghĩ là rõ ràng nếu vậy thì vị hòa thượng đó biết là tối ngày vị đó làm cái gì, không có xem kinh sách. Bây giờ nếu như mà mình không học về cái tình huống của những vị chứng thiền, nhập thiền, đắc đạo quả, hiện thông hay nhập diệt, không có học cái đó đó, đến chừng mà mình nghiên cứu kinh điển, gặp những cái bài kinh mà Đức Phật ngài giảng về cái vấn đề nhập thiền diệt đó, mình không hiểu gì hết, mình ngơ ngác giống như là một người xa lạ, một người ngoại đạo vậy đó, thì vậy sao được đây? Rồi chúng ta phải hiểu, chúng ta học thắng pháp, học đầy đủ tất cả để chi? Cái lợi ích của chúng ta là khi mà chúng ta xem trong luật tạng, trong kinh tạng thì chúng ta sẽ hiểu được, chúng ta sẽ hiểu được. Nhưng chẳng hạn như bây giờ trường hợp đơn giản thôi, cái trường hợp mà lỗ chim bao, trong khi diễn trình tâm lỗ chim bao ở đây được nói đến một cách rõ ràng, thì ở trong luật tạng khi mà đề cập đến những cái giới có liên hệ bị tỳ kheo làm việc đó vậy vậy thì phạm tội, ngoại trừ Anyatra Supinanta, tức là ngoại trừ chim bao, thì lúc đó mình thắc mắc tại sao ngoại trừ chim bao, hiểu như mình nói ra không được, hiểu ra mà nói không được. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải học, chúng ta phải học để chúng ta thông, chúng ta không phải là chúng ta học như vậy là vô ích đâu thưa quý vị. Ngay trong hiện tại nó giúp cho chúng ta có kiến thức Phật học, để khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển, rồi chúng ta đọc kinh tạng, chúng ta gặp những cái trường hợp đó, học kinh tạng, học luật tạng, gặp những cái trường hợp đó, chúng ta biết rõ là phải lý giải như thế nào. Cái thứ hai nữa là chúng ta học cho nó kỹ thắng pháp như thế này, cho đến khi mà chúng ta đọc qua chú giải đấy thưa quý vị, chúng ta không có ngỡ ngàng. Chúng tôi dám cam đoan với quý vị là những người mà không có học thắng pháp, không có học lộ trình tâm, không có học về quẩn xứ giới đế v.v. nội cái mà xem ở trong cái trước tác Thanh Tịnh Đạo của ngài Phật Thích Khô Sám, mà khi nói về cái vấn đề mà tùy quán sắc quẩn, tùy quán vô thường khổ đau vô ngã đối với sắc quẩn, thì nói đến sắc quẩn á, thì ngài chia ra tùy quán từ lúc mà mình tục sinh, sắc quẩn cái thân này nó diễn ra từ lúc tục sinh cho đến khi chết là một, hay là tùy theo cái trạng tuổi, cái tuổi thiếu niên, tuổi trung niên, tuổi lão niên, hay là tùy quán về sắc, bọn sắc nghiệp, sắc do nghiệp tạo, sắc do tâm tạo, sắc do quy tiết tạo, sắc do vật thực tạo, rồi thammata rupa, tức là sắc thiên nhiên, là đất, đá, cây, cỏ, hay là đồng chì sắt thép ở bên ngoài đó, cái đó gọi là sắc thiên nhiên. Phải quán thấy mấy cái đó đó là vô thường khổ đau vô ngã. Nếu không học ví dụ pháp, có biết sắc nghiệp là cái gì, sắc tâm là cái gì, sắc quý tiết là cái gì, sắc vật thực là cái gì, ở trong đó ngài nói toàn những con số, mà học ví dụ pháp thì chúng ta thấy chính xác vô cùng. Rồi
khi mà tùy quán vô thường hữu não vô ngã đối với danh quẩn, tức là đối với thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn, thì ở đây là theo nhóm. Thí dụ như là bây giờ quán đại khái là tâm thiện là vô thường hữu não vô ngã, tâm bất thiện là vô thường hữu não vô ngã, tâm vô ký là vô thường hữu não vô ngã, đó là quán theo nhóm. Rồi quán theo cặp đôi, thí dụ như cái trí tuệ này, cái tâm này, cái tâm tương trí này, nó quán về sắc là vô thường khổ đau vô ngã, thì như vậy cái tâm khác mới suy xét rằng cái tâm mà quán sắc đó, cái tâm đó nó cũng là vô thường khổ đau vô ngã. Cứ hễ cái tâm quán sắc này thì mình thấy sắc pháp là vô thường khổ đau vô ngã, thì cái tâm mà biết được sắc pháp đó cũng là vô thường khổ đau vô ngã. Cái đó là quán theo cặp đôi, quán sắc danh, sắc danh, sắc danh. Rồi quán theo cái sự diễn biến, cái trình tự, cái trình tự. Thì từ hồi lúc mà mình tục sinh, cái tâm tục sinh đó nó cũng là vô thường khổ đau vô ngã, mà cho đến cái tâm bình nhật cũng là vô thường khổ đau vô ngã, rồi tâm cận tử, tâm tử cũng là vô thường khổ đau vô ngã. Đó là trình tự. Rồi quán theo sắc na, tức là đơn cử như là cái diễn trình tâm ngũ môn, sắc na khai ngũ môn, rồi sắc na nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, vân vân, rồi sắc na tâm tiếp thu, sắc na tâm thẩm tra hay tâm kiểm tra, rồi sắc na tâm xác định, rồi sắc na tâm động lực, rồi sắc na tâm dư hưởng, vân vân. Thì cứ biết rõ lộ trình tâm như vậy đó, mình quán theo cái sắc na đó, tâm khai ngũ môn cũng là vô thường khổ đau vô ngã. Vì sao? Rồi chúng ta mới lý giải là vì nó sanh lên đó cho nên diệt đó đó. Mà cái gì bị sanh diệt, bức xúc thì cái đó là khổ, mà nó diễn ra một cách tự nhiên, không có do một cái quyền năng nào sắp đặt, áp đặt, thì cái đó là vô ngã. Khi chúng ta quán vậy thì thưa quý vị, không có học luật thắng pháp, không có học diễn trình tâm mà đọc qua mấy cái đó là điếc, điếc gái con rãi luôn, khỏi nói gì cả. Cho nên ở đây học nó có lợi, học có lợi lắm thưa quý vị, học thắng có lợi lắm. Cho nên khi mà chúng ta học về cái diễn trình tâm mà đắc thiền, đắc đạo quả, hay là nhập thiền hiện thông, hoặc nhập thiền quả, nhập thiền diệt, những cái vấn đề này không phải là vô bổ. Đương nhiên thì chúng ta chưa đắc, chúng ta chưa chứng thì chúng ta học để làm gì? Nhưng mà chúng ta học để chúng ta biết, biết mà chúng ta xem trong kinh điển, xem trong chú giải, gặp mấy cái chỗ đó, không lẽ chúng ta lật cái trang đó, chúng ta xét trang đó chúng ta bỏ? Chúng ta phải đọc qua, mà đọc qua đâu hiểu gì đâu nếu chúng ta không biết. Vì vậy cho nên trả lời câu của Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng tôi nói rằng là rất có lợi. Chúng ta cứ học đi, mai mốt khi mà bây giờ quý vị không cảm ơn những vị giảng sư mà dạy nhiều pháp đâu, nhưng mà mai mốt đến chừng mà dở cái quyển sách nào đó của vị sư nào đó hay chú giải nào đó mà quý vị đọc mà quý vị hiểu, hiểu được xuyên qua ví dụ pháp rồi quý vị trở lại cảm ơn, thì mấy vị giảng sư này chắc chết rồi, chết mất rồi giờ mới cảm ơn người lại. Còn bây giờ dạy quý vị cảm thấy hơi, quý vị nói là khó quá, nói chi vậy vân vân, quý vị cằn nhằn, nhưng mà đến chừng khi mà chết rồi quý vị mới cảm thấy nuối tiếc. Chứ tôi xin dứt lời ở đây, xin kính thỉnh từ tội Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trừng thiền tọa tự sĩ. Bây giờ để thỉnh xin quý vị nghĩ thiền tọa tự nguyện ở thiền tọa có còn ở trước máy không? Nếu thiền tọa tự nguyện nghe được, xin thiền tọa quan hỷ trả lời cho cô thảo luận. Dạ, dạ thiền tọa cứ cầm mic tự nhiên. Thiền tọa tự nguyện khi mà chúng ta chuyển từ cái lộ tâm ngũ môn qua diễn trình tâm ý môn, thì
Thì tôi quan hỷ cho quý Phật tử một cái khái niệm rằng tại sao mà đối với người tu Phật thì chúng ta phải chú trọng về về ý môn, và đồng thời chúng ta phải thu thúc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, và chúng ta phải tập chú vào ý căn, vào ý môn nhiều hơn. Tại vì ở đây như vậy là có đôi khi chúng ta thấy rằng ngũ môn và ý môn thì cái nào đó cũng chỉ là tâm thức thôi, dòng tâm thức thôi, nhưng mà sao phải phân hai? Và cái sự phân hai ở đây nó có lợi gì trên phương diện pháp học pháp hành? Xin kính thỉnh thưa Phật. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sanh Khai. Bây giờ thưa để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ Thượng Tọa Giác Đàn, Thượng Tọa Pháp Minh Hạnh, Đại Đức Từ Tri, Sư Tử Đức, Sư Nguyên Thông đang hiện diện. Thân chào đại quý thượng nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa cùng với Ngài. Quả thật thì nếu như chúng ta nói về một cái nhìn của lộ ngũ môn á, thì nó đến cái một cái hình thái của nhẹ nhàng hơn. Khi để có một quy trình mà nó diễn tiến của nhãn thức, như tư tỷ thức, tỷ thức, thân thức, nếu đi qua một cái lỗ môn như thế thì nó là một chuyện bình thường. Nhưng có một điều thứ hai nữa, đến khi qua cái lỗ ý môn á thì nó đặc biệt, nó đã đi thẳng vào trực tiếp. Bây giờ ta có thể nói rằng là dọn dẹp đầy đủ hết tất cả mọi thứ lên trên bàn, thì bây giờ chúng ta ăn thì cái lỗ ngũ môn nó như là những cái món ăn mà được bày lên trên bàn. Rồi cái gì chúng ta ăn, đây là một tiến trình, thì chúng ta ăn, bây giờ chúng ta tiến vào chúng ta ăn, chúng ta lựa món này, ăn món món mặn, món cay, món ngọt, gì món a, món xanh, vàng đỏ trắng gì trên bàn đó mà chúng ta ăn, thì đó chính là một cái ngay chỗ vấn đề, cái chỗ đó là chúng ta đang thụ hưởng nó, chúng ta đang tiếp nhận nó, thì ở chỗ này nó rất là quan trọng. Còn nhiều khi món ăn bày lên nhiều nhưng chưa chắc chúng ta lại ăn được, còn nhiều khi món ăn bày lên nhiều mà chúng ta lại ăn được, thì ở đây nó nắm bắt trên cái gì, trên cái quy trình tâm nó sanh diệt, nó diễn tiến, hay là nó trên một tinh thần tu tập á. Bởi vì cái người tu á, người ta đi thẳng trực tiếp để nắm bắt qua cái ý môn, mà nhất là người ta hướng thẳng tâm, như chúng ta vừa nghe sư phụ thầy sư nói, khi học cái diệu pháp chúng ta biết được cái tiến trình của chính nó. Và ngay cái đó, thí dụ bây giờ cái tâm mình đang ganh tị, mình bực bội, đây là cái dòng tâm bất thiện, chắc chắn nó sẽ diễn tiến tạo qua cái quy trình như thế nào, và chắc chắn là động lực nó sẽ xuất hiện, là động lực bất thiện. Khi vị hành giả đang tu tập cũng vậy, thân quán, thọ quán, quán và pháp quán, bất cứ khi nào mà người ta nhìn thấy, phải nhìn thấy nhờ cái lỗ ý môn này, để vì đó mới phát hiện ra được, mới thấy được. Nếu như mà phát hiện chỉ biết đến cái mà nó khởi lên cái sân, khởi lên cái tham, thì chúng ta quá chậm rồi. Mà như vậy là còn cũng đỡ đi, nhưng điều một ngày một phía thế đó, tự nhiên tâm chúng ta sẽ biết được cái tiến trình tâm của chúng ta. Nếu như tâm của chúng ta mà có cái niệm nó vững vàng, nó lớn, thì chúng ta sẽ điều tiết, chúng ta sẽ nắm bắt được. Còn nếu như không thì nó rất là nguy. Chỉ một điều thôi là chúng ta chỉ biết bây giờ tâm nó sân hận, bây giờ chúng ta đang sống trong một cái động lực, sống trong cái bất thiện pháp, mà chính tâm này đang bực bội đi, thì cái ý niệm tu tập của chúng ta đó, nó sẽ mạnh mẽ, nó sẽ lớn lao hơn là, và nó sẽ diệt tinh hơn là chúng ta không hoàn toàn biết gì hết. Bởi cho nên cái lỗi môn này nó rất là quan trọng. Cũng như là chúng ta biết, thí dụ như là chúng ta được một cái khinh an khi chúng ta tu tập. Khi mà tâm nó được định, được niệm, thì tâm nó sẽ, thì thân này nó sẽ khởi lên nhiều cái vị lạc, cảm giác cái thân của mình nó có những hiện tượng lạ vân vân. Thì nếu như không có cái lỗi môn này để biết, để diệt trừ nó, là chúng ta rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy
có thể nói rằng cái lỗi môn nó rất là quan trọng ở trong cái có lợi ích đối với người tu, tức là chúng ta chợt nhận, chúng ta biết, chúng ta đón nó ra được liền. Dạ. Còn phải nói rằng là ở trong một một cái quy trình tâm sanh đó, thì nó từ cái lộ ý môn nó bắt nó chuyển qua lộ tới từ lộ ngũ môn chuyển qua lộ ý môn. Cái điều này chúng ta học rồi chúng ta cũng sẽ thấy được, chúng ta sẽ biết là nó đi qua cái quy trình này, nó sanh diệt nó ra sao, thì đó là một quy trình mà chúng ta cần phải có đi thẳng trực tiếp vào học về lộ học về cái lộ trình tiến trình của lộ trình tâm, thì chúng ta sẽ có một quy trình căn bản hơn. Và đây chính là cái câu thảo luận của chính con. Bây giờ con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại. Nếu có lý do cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy ạ. Sa thú kính chân xin tòa tùy quyền. Bạch chư tôn đức và thư quý Phật tử, là trong cái cách trình bày về thắng pháp, chúng tôi vẫn còn đang phân vân một điểm, đó là có những cái tên gọi mà nó trở thành một cụm từ. Và trong trường hợp mà nếu chúng ta viết với những gạch nối lẫn nhau đó, thì chúng ta sẽ ít lẫn lộn hơn. Thí dụ như là diễn trình tâm qua ngũ môn, nó là một cụm từ. Diễn trình tâm và ý môn, đó là một cụm từ. Thì nếu mà cái tên giải quá dài đó mà chúng ta viết mà không có gạch nối hay trong hoặc kép đó, thì rất là dễ, và rất là dễ để chúng ta nhầm lẫn nó là chỉ là những cái chữ trong một câu văn. Nhưng mà thưa quý vị, điều này là nếu trong tiếng Việt Nam mà chúng ta viết gạch nối nhiều quá hay viết bằng kép nhiều quá thì nó quá rồi, nó rối, nhìn cái bài viết nó rất là mệt. Nhưng mà quả thật tôi có rất nhiều phân vân về điểm này, nên hy vọng rằng quý Phật tử sẽ kiên nhẫn và chịu khó để ý. Dạ, chịu khó để ý. Khi mà chúng ta học thắng pháp á, một điều mà làm cho những người học đôi khi hiểu không kịp, đó là cái danh từ mà chúng ta gọi là ở đâu dưới đất, ở trung lên, ở trên trời rớt xuống. Dạ. Ví dụ như hồi nhỏ chúng tôi ở gần ngày Tịnh Sự đó, có một lần có một cái cô Phật tử đó, cô học xong lớp học cô xuống, cô đưa cái bản điều chi pháp cho thầy Chính Báo. Thầy Chính Báo lúc đó là người chuyên môn đánh máy cho ngài Tịnh Sự đó. Cô nói: "Thầy Chính ơi, làm ơn chỉ cho tôi biết là cái tâm diệu trí nằm đâu, sao hồi trước mình học sao không học bản điều chi pháp không nghe tới tâm diệu trí vậy?" Dạ. Thì lúc đó thầy Chính Báo thầy phải chỉ, và thầy chỉ tâm ngũ thiền sắc giới. Nhưng mà cô nói: "Tại sao chỉ có hai mà không tính là ba, ngũ thiền là tới ba tâm, mà ngũ thiền sắc giới có ba tâm, tại sao bỏ tâm quả ra chẳng hạn?" Rồi có trường hợp như là chúng ta nói là tâm duy tác vô nhân, rồi tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thì mình nghe cái chữ tịnh hảo với vô nhân đó thì mình nghe nó không có chuyện gì mà nghe nó rõ ràng liên hệ đến điều đó. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta cần nói là thí dụ tâm duy tác hữu nhân, tâm duy tác dùng giới hữu nhân thì nó dài quá mà nó không cần thiết, tại vì đã là tịnh hảo rồi thì không cần nhất thiết là phải thêm chữ hữu nhân nữa. Đã phải nói rằng nhiều khi cũng cái pháp đó mà
người một vị giảng sư trong lúc nào đó nói thì có khi nói ngắn và có khi nói dài. Đôi khi nói dài là tại vì sợ là nói không chính xác, không trục lọc là phải nói dài. Và chúng tôi phải nói là có những cái từ rất dài, rất dài. Cái rất dài này đó làm cho quý Phật tử bối rối không ít. Khi mà chúng ta học về diễn trình tâm thức cũng vậy. Và một ở trong những điểm mà chúng ta nên tâm niệm đó là đây là một môn học mà đòi hỏi sự tinh xác rất là nhiều. Và do vậy khi mà dùng từ á, thì đều có cái ý nghĩa riêng của nó hết. Dạ, ý nghĩa như quý vị nghe nói 31 thì có nhiều khi nói rằng cõi vui ngũ uẩn, ngũ uẩn là cõi nào, cõi vui là cõi nào. Thì dùng ngũ uẩn á, là chúng ta nói là từ sắc giới, cõi dục giới, cõi sắc giới, mà sắc giới phải trừ vô tưởng ra. Tại cõi vô tưởng á, là chỉ có nhất uẩn thôi, và cõi vô sắc thì tứ uẩn. Thì ngũ uẩn ở đây tức là từ sắc giới, từ dục giới lên sắc giới mà trừ cõi vô tưởng. Rồi gọi là cõi vui, thì cái chữ vui ở phía sau đó là trừ bốn cảnh khổ, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Thì quý vị thấy cái chữ cái đuôi ở phía sau nó quan trọng lắm. Nhiều khi những chữ đó đó, ngay cả các cái giáo trình hay là chư vị giảng sư hay là trong sách đó, thì cũng không có chỉ rõ, không có nêu rõ, mà học đến đâu thì nghe đến đó. Nên khi mà quý Phật tử nghe chư tăng nói điểm gì đó mà nghe không rõ, quý vị quan nghĩ lấy cái nốt vào điểm đó và quý vị hỏi lại, hồi nãy nghe có câu đó, chữ đó gồm có cái gì, thì thường thường là tất cả các vị giảng sư luôn luôn cố gắng để nói rõ về những điểm này. Chúng tôi rất là cảm thông một điểm rằng nhiều khi các vị giảng sư thì đã quen giảng rồi, giờ đó các vị cứ nghĩ rằng chư vị học viên thì hiểu, mà chư vị học viên thì ngại hỏi, mình hỏi mình có nhiều chỗ để hỏi quá. Nhưng mà học cái này thì đừng ngại, học để thoải mái, ai cũng có những cái điểm mà cần phải nói và nói rõ hết. Chúng tôi nhớ là lúc mà sang bên Mỹ này, có thời gian ở chùa Pháp Vân ở Pomona, thì chúng tôi có giúp cho một số các Phật tử đi xin giấy tờ. Dạ, đi xin giấy tờ như giấy tờ ở Sở An sinh Xã hội hay giấy tờ này khác. Thì có nhiều khi các vị rất là tội nghiệp. Các vị ngày nói là sư đã chở đi lo cực rồi mà hỏi thì cũng kỳ. Nhưng mà có quá nhiều chuyện không biết thành ra hỏi. Thì lúc bây giờ chúng tôi nghe thì cũng chúng tôi chỉ cười thôi. Nhưng mà sau này chúng tôi rất là cảm thông. Ở một chuyện đó là đôi khi chúng ta đi vào trong một cái thế giới như là Thắng Pháp thì nó cả một cái rừng ngôn từ. Chúng tôi dùng cái chữ rừng ngôn từ ở đây thì cũng phải nói thật là Thắng Pháp thì nhiều danh từ lắm, nhiều dự danh từ lắm. Mà ngày xưa sư trưởng thường nhắc cái câu, người ta nói rằng lúc mà thính giả nghe bạn nói chuyện ấy, thì thính giả không có thời giờ tra từ điển. Dạ, tra từ điển. Nhưng cái quái vong của Thắng Pháp là lúc mà mình giảng bài thì mình phải nói rất nhiều từ. Và những cái từ này đôi khi làm cho chúng ta bối rối không ít. Nên nói thế nào đi nữa thì cũng xin thưa một điểm là giáo trình này chúng tôi đặc biệt soạn hơi chậm. Ban đầu thì tôi từ siêu thấy rằng soạn như vậy là quá chậm, nhưng mà hiện nay thì cũng phải nói rằng từ từ rồi từ tội từ siêu cũng phải nhận rằng dạy ở trong Paul Talk phải dạy chậm lại. Dạ, thì chúng tôi xem nó là một trong những kết quả của sự kiên nhẫn. Đầu tiên thì tôi siêu thấy mấy giáo trình này, như quý vị thấy rằng ngày hôm nay chúng ta đi vào diễn trình tâm ý môn mà không mua ý môn liền mà nói về đặt nó tổng quan nữa, nhưng mà có những chuyện là phải nói, rất là cần để nói. Thì bây giờ thì thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ trở lại với giáo trình của kinh Tương Ưng Bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Thiền Siêu, và chúng tôi hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục được nghe rõ, không có trục trặc kỹ thuật ngày hôm nay. Hình như ở đâu có tiền thì ở đó đôi khi nó cũng cải thiện được. Bây giờ đồng tiền có nhiều khi người ta nói nó vô nghĩa lắm, nhưng mà đôi khi mình trả tiền thì nó là tốt hơn là mình xài free. Xin được kết thúc chương trình ở đây, và kính tri chư Tôn Đức đã vào trong để thuyết giảng. Đến lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày
an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lên thầy. Con đến thăm anh nhà. Xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đạo lành, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Việc nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Chúng sinh pháp ly luân hồi.
nơi khổ Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh